thần cấp ở rể. Chương 641, quyết tâm của tên mập Diệp Vô Phong chỉ đang nghĩ xem nhà họ Nguyên sẽ làm gì tiếp theo. Họ chắc chắn không thể đánh bại tôi thông qua các kênh của nhà nước, vì vậy nếu họ muốn đấu với tôi, chỉ có thể là một cạnh tranh không thuộc phía nhà nước. Diệp Vô Phong nhíu mày, nghĩ xem nhà họ Nguyên có thể làm gì. Điều duy nhất Nguyên Húc có thể làm là bắt đầu động thủ với công trường này. Mới khởi công được mấy ngày, Ước chừng không có cách nào bắt đầu động thủ trên công trường. Diệp Vô Phong không lo lắng về Nguyên Húc, tuy rằng Nguyên Húc rất tàn nhẫn và có chút thông minh, nhưng trước cái chết của con trai mà nói ông ta lý trí, bình tĩnh thì sẽ là nói dối. Cho dù Nguyên Húc không mất bình tĩnh và tức giận, nhưng thực ra trong lòng ông ta đang rất phẫn nộ, cũng đã muốn giết anh rồi. Một người thông minh khác trong nhà họ Nguyên đang ẩn giấu khiến Diệp Vô Phong có chút kiêng dè, dù gì thì vụ ám sát kia có thể là do người thông minh đó thực hiện chắc là đối phương đã giấu nhẹm chuyện này với Nguyên Trần, vì vậy khi anh đến nhà họ Nguyên mới không nắm được sơ hở của nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong muốn tìm ra người thông minh của nhà họ Nguyên kia, nhưng tiếc là hiện tại không có cách nào ép người đó ra được. Sau cả ngày ký hợp đồng và giải quyết nhiều việc khác nhau, Diệp Vô Phong vẫn ở văn phòng đến khuya, còn Lâm Thư Âm thì về nhà, hôm nay công việc của Lâm Thư Âm tương đối ít, đều là sắp xếp cho người khác làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền Diệp vô phong làm việc đến tận đêm muộn, bấy giờ mọi việc đã xong xuôi, anh rũi vai và đi xuống. Nhưng ngay sau đó anh phát hiện ra một người lạ, anh thấy người này hơi rè đặt và nhìn xung quanh một cách thận trọng, như thể anh ta đang làm gì đó. Anh bước tới, nhìn người công nhân này, người này mới ngoài 20 tuổi, vừa đi tới chỗ ở của công nhân, Diệp vô phong có chút tò mò, nhưng anh vẫn không đánh rắn động cỏ. Nhưng mà anh cũng đã nhớ kỹ dáng vẻ của công nhân này rồi buổi tối không ngủ mà còn đi lang thang nói không có chuyện gì thì đố ai mà tin diệp vô phong lãnh đạm nói về đến nhà đi tắm rửa trên bàn vẫn còn đồ ăn vẫn hơi mặn nhưng diệp vô phong không ghét bỏ dù sao anh cũng biết lâm thư âm cái gì cũng giỏi nhưng điều duy nhất cô không biết đó là nấu ăn cô đích thân nấu cũng đủ khiến diệp vô phong cảm động rồi diệp vô phong cũng biết đồ ăn hôm nay ngon hơn ngày hôm qua diệp vô phong đi tắm và lên giường ôm lâm thư âm Lâm Thư Âm đang ngủ theo thói quen ngả người vào vòng tay của Diệp Vô Phong. Đây là một hành động theo thói quen. Ngày hôm sau, tên mập gọi điện thoại đến, Diệp Vô Phong rất vui vẻ, dù sao anh cũng biết mình cuối cùng đã lừa được một người. Diệp Vô Phong nghe được lời nói thận trọng của tên mập, cười nói, đừng căng thẳng, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu đi, dù sao nói chuyện qua điện thoại cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng, hai người hẹn nhau ở quán cà phê dưới lầu khách sạn Cana, Cà phê ở quán cả này không tệ, Diệp vô phong cảm thấy uống ngon hơn mấy quán khác. Ít nhất thì cà phê Lam Sơn ở đây là nguyên chất. Diệp vô phong nhìn tên mập có phần kiềm chế, mỉm cười nói: đừng căng thẳng, anh biết đấy, chúng ta đang bắt đầu kinh doanh, chúng ta đang giúp Liêu Tây trở lại như trước. Bất cứ điều gì anh làm đều đúng cả. Tên mập có chút lo lắng nói: thực ra tôi chỉ lo lắng về kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu giữa chúng ta với nhà họ Nguyên. Dù sao thì, như anh biết đấy nhà họ nguyên đã một tay che trời ở liêu tây rồi ngay cả phía chính phủ cũng phải cho họ chút mặt mũi diệp vô phong lắc đầu nói anh sai rồi trên thực tế hiện tại chính phủ đứng về phía chúng ta tên mập nhìn diệp vô phong có chút tò mò diệp vô phong cười nói tôi không thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi có thể nói cho anh biết lần này trong cuộc đấu giữa công ty hoa cường và nhà họ nguyên phía chính phủ đang đứng về phía chúng ta tên mập trầm mặc một hồi sau đó nhanh chóng nói đừng nói với tôi anh là thành viên của chính phủ nhé diệp vô phong ngoắc ngoắc ngón tay coi như anh thông minh bị anh đoán đúng rồi không ai anh đoán không sai tôi là thành viên của chính phủ về phần thuộc ban ngành nào thì tôi không thể nói được tên mập cúi đầu thì thào nói kỳ thực loại chuyện này rất dễ đoán nhưng tôi không dám tiếp tục đoán trước đây tôi cũng đoán được những thứ này bố tôi luôn dạy rằng mấy chuyện này cứ biết trong lòng là được không nên quan tâm Diệp Vô Phong lúc này mới nhận ra tên nhóc này chỉ có vẻ ngốc nghếch bề ngoài, nhưng thật ra tâm tư rất khéo léo. Diệp Vô Phong cười nói, "Vậy anh có thể đoán được thân phận của tôi không?" "Yên tâm, hiện tại bố anh không có ở đây, tôi chỉ muốn biết anh có thể đoán được bao nhiêu thôi." Tên mập suy nghĩ một chút rồi nói, "Vừa rồi anh thừa nhận mình là người của chính phủ, nhưng phía chính phủ ở Liêu Tây sẽ không bao giờ gây gổ với nhà họ Nguyên, vậy thì thân phận của anh có thể là tổ điều tra ở bên trên cử xuống." Diệp Vô Phong không phủ nhận hay thừa nhận, anh chỉ tiếp tục nhìn tên mập, tên mập dường như đã đi vào trạng thái xuất thần. Anh ta chỉ đang nói về những gì anh ta suy đoán. Theo tôi biết, nếu là tổ điều tra khác, vậy thì khi tiến vào Liêu Tây chúng tôi đều sẽ nghe tiếng gió, nhưng đến nay chúng tôi cũng không có tin tức gì, vậy thì tổ điều tra của anh rất mạnh, kết quả là có thể nên đến từ cục Hồng Thuẫn. Sau khi tên mập nói xong, Diệp Vô Phong cảm thấy tên mập còn rất có tiềm năng phát triển. Chỉ là ngoài mặt thì cục lốc, nhưng đầu óc lại thông minh như vậy, nếu không phải gặp tên mập lần này, thật sự là sẽ không thể biết tên này có thiên phú như thế. Tên mập chỉ thờ ơ nói, nếu anh đã là người của cục Hồng Thuẫn, vậy nên ý nghĩa của việc đến Liêu Tây lần này cũng rất rõ ràng. Cục Hồng Thuẫn chỉ do người đứng đầu khống chế, người đứng đầu muốn tiêu diệt nhà họ Nguyên, nên mới có thể cho các anh tới đây. Diệp Vô Phong gõ bàn, muốn khiến tên mập hoàn hồn lại, anh cảm thấy nếu để cho Dên mập tiếp tục nói, không chừng anh ta sẽ đoán ra được âm mưu kinh thiên động địa luôn. Tất nhiên anh không muốn tên mập biết về những điều như thế. Anh nói, "Được rồi, tôi biết anh lợi hại, nếu cứ đoán nữa thì chắc mặt trời sẽ xuống núi luôn đấy." Lúc này tên mập cũng hồi phục tinh thần, vẻ mặt trở nên rất chất phác và thành thật. "Ngại quá, không ngờ lại nói nhiều như vậy, tên mập xin lỗi." "Sao anh lại xin lỗi? Tôi không cần lời xin lỗi của anh, chỉ là lúc trước khi gặp anh" anh cũng không phải có gương mặt thế này, không phải anh oai lắm sao, còn nói đi theo anh sẽ có tiền đồ vô lược, sao bây giờ lại lúng túng thế này? Diệp vô phong tò mò hỏi, chương 642, trước tiên cứ thả đi. Tên mập nghe xong chỉ ngượng ngùng cười, trước đây tôi không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết anh là đại thần. Diệp vô phong nghe vậy chỉ mỉm cười, đương nhiên anh biết hình tượng hiện tại của mình đã vượt quá phạm vi chấp nhận được của tên nhóc này rồi. Vốn nghĩ rằng chỉ là một người phỏng vấn bình thường, nhưng lại phát hiện người phỏng vấn này hóa ra lại là một đại thần, đầy quyền lực, chủ tịch công ty Hoa Cường, đồng thời là thành viên của cục Hồng Thuẫn. Tất cả những điều này đều quá bất ngờ đối với tên nhóc này, nhất là bây giờ Diệp Vô Phong đã tìm tới và muốn hợp tác với anh ta, loại chuyện này cứ như là một giấc mơ vậy. Tên mập biết thân phận của mình và giá trị mà mình có thể cống hiến. Anh ta nhìn Diệp Vô Phong Tôi biết anh tìm tôi hợp tác là để đoạt công ty Phúc Dương, tuy rằng tôi gia nhập công ty Phúc Dương, nhưng anh phải biết là bố tôi chỉ sắp xếp cho tôi một vị trí rảnh rỗi. Nói cách khác là chức vị của tôi không có quyền hạn gì. Diệp vô phong cười nhẹ, lúc đầu tôi còn muốn lợi dụng anh giải quyết chuyện của công ty Phúc Dương, nhưng hiện tại tôi đã thay đổi quyết định, tôi phát hiện anh chính là thâm tang bất lậu, nếu như tôi bỏ qua một nhân tài như anh thì đó chính là tổn thất của công ty Hoa Cường rồi. Tên mập hơi xấu hổ mỉm cười. Diệp Vô Phong hờ hững nói, bất kể thân phận của anh là gì, tôi cảm thấy nhất định phải cần anh, dù sao sau này Liêu Tây vẫn cần người chủ trì chi nhánh ở đây, nếu không tìm được địa phương quen thuộc với Liêu Tây ở đây, vậy thì công tác phát triển sẽ có một số trở ngại khó khăn. Tên mập kia nghe lời Diệp Vô Phong, cuối cùng anh ta đã đồng ý với Diệp Vô Phong và sẵn sàng đi làm trong công ty Hoa Cường. Đây tất nhiên là một điều tốt cho Diệp Vô Phong. Sau khi tiến tên mập đi, anh nhận được một cuộc gọi từ A Mịch. Đứng trước quán cà phê, anh hơi ngạc nhiên khi nghe những gì A Mịch nói. "Thực xin lỗi Diệp Vô Phong, không ngờ chuyện này lại khó đến vậy." Chu Tinh này sống chết không chịu thừa nhận mình đã làm chuyện hơn 10 năm trước, hơn nữa còn phủ nhận tất cả chứng cứ và lời khai. Hiện tại mặc dù Trịnh Phi và Lý Sướng đã đứng ra, cũng tuyệt đối không có cách nào khiến Chu Tinh nhận tội. A Mịch bất lực nhìn Chu Tinh đang thờ ơ trong phòng thẩm vấn. Lúc này Chu Tinh không chút sợ hãi mà nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười tự tin. Diệp Vô Phong có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Chu Tinh, dù sao hiện tại A Mịch cũng không có cách nào để kết tội ông ta. Chu Tinh thở ơ nói với phòng thẩm vấn, tôi biết các cô có thể nghe thấy, công ty tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu các cô không có chứng cứ khác thì mau thả tôi đi, tôi còn phải quay lại công ty giải quyết mọi việc. A Mịch rất bất lực, khi Chu Tinh nói, Diệp Vô Phong đương nhiên cũng nghe được qua điện thoại. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ rồi nói, vậy thì trước tiên cứ thả ông ta đi, dù sao ông ta cũng không thoát được, ký nghiệp Chu Tinh vẫn đang ở Liêu Tây, ông ta vẫn sẽ ở Liêu Tây. A à, Mịch biết Diệp Vô Phong nói đúng, chỉ có thể thở dài, tôi chỉ có thể làm như vậy, tôi thật sự là không cam tâm, rõ ràng bây giờ Lý Sướng và Trịnh Phi đã đền tội rồi, kết quả Chu Tinh vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Diệp Vô Phong cười nói, yên tâm đi, Chu Tinh này sẽ không ở lâu đâu ông ta cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta ông ta đã lợi dụng xí nghiệp chu tinh làm nhiều việc trái đạo đức trong nhiều năm qua tôi đã biết rồi tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu a mịch bất lực nói tôi biết hiện tại tôi cũng không có cách nào chỉ có thể phiền anh hỗ trợ thôi diệp vô phong gật đầu yên tâm đi cứ giao những chuyện này cho tôi cô phải tin tưởng tôi tất nhiên a mịch tin tưởng diệp vô phong dù sao thì chỉ có diệp vô phong mới có thể bắt được cả lý sướng và trịnh phi Tất cả những điều này là công lao của Diệp Vô Phong. Còn bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn, nếu không có Diệp Vô Phong ra tay, thì cả đời này cô ra cũng không bao giờ có thể bắt được Lý Sướng và Trịnh Phi, chứ đừng nói đến việc bắt họ phải thú nhận tội lỗi của mình. Thậm chí sẽ chết dưới tay của hai người họ vì làm nội ứng. Sau khi Diệp Vô Phong cúp điện thoại, anh hít mắt, xí nghiệp chu tinh sao. Tôi bận việc khác nên không để ý tới ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho ông, cứ chờ xem. Diệp vô phong biết kế tiếp sẽ chạm trán với xí nghiệp Chu Tinh, nhưng trước đó, anh vẫn phải khiến tất cả các công ty mà nhà họ Nguyên hợp tác sẽ mất niềm tin vào nhà họ Nguyên. Chỉ bằng cách này, kế hoạch của anh mới có thể hoàn thành tốt hơn. Bản thân Diệp vô phong cũng biết chuyện này, cho nên dù thế nào cũng phải nắm đu voi công ty Phúc Dương, chỉ cần nắm trước công ty Phúc Dương, các công ty khác sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Vì vậy, vẫn cần tập trung vào công ty Phúc Dương anh lấy điện thoại di động ra gọi cho hoa vũ bây giờ tên mập kia không thể trông chờ được anh cũng đã nói chuyện với ông chủ của công ty phúc dương thái độ của liễu trạch rất cứng rắn diệp vô phong biết nhà họ nguyên đã đánh tiếng với mấy ông chủ này rồi uy hiếp đến an toàn tính mạng của mấy ông chủ này cho nên liễu trạch mới kiên quyết từ chối như vậy lại còn có chút sợ hãi tránh anh như tránh bệnh dịch chỉ là lợi ích không đủ lớn thôi chỉ cần có thể vào công ty muốn tìm sơ hở ở công ty phúc dương rất đơn giản diệp vô phong biết chuyện này nên mỉm cười quyết định đi làm vào ngày hôm sau dù sao công ty phúc dương cũng đã thông báo cho anh biết rằng anh sẽ đi làm đây là một lỗ hổng liễu trạch thậm chí còn không biết rằng mình sẽ làm việc trong công ty của ông ta có vẻ như ông ta không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như vấn đề nhân sự diệp vô phong cười khẽ về đến nhà nhìn thấy lâm thư âm đã nấu đồ ăn đợi anh anh khẽ cười ngày nào em cũng nấu ăn cho anh em có mệt không Lâm Thư âm lắc đầu, em chỉ muốn có thể làm cho mình trở thành một người vợ tốt. Diệp vô phong ôm lấy cổ Lâm Thư âm, đối với anh thì em đã là người vợ tốt nhất rồi. Nếu như em hoàn mỹ, anh thật sự không xứng với em. Lâm Thư âm vội vàng nói, anh nói bậy gì đó, rõ ràng em cảm thấy em không xứng với anh, sao anh lại không xứng với em chứ? Anh yêu tú như vậy, trên đời này có lẽ không có bao nhiêu phụ nữ ghét anh đâu, ngược lại thì người ngưỡng mộ anh lại rất nhiều đấy. Diệp Vô Phong giả bộ kinh ngạc hỏi, "Thật sao? Sao anh không biết? Em nói thử xem, ai ngưỡng mộ anh thế?" Lâm Thư âm trợn tròn mắt, "Chính anh cũng không biết sao? Đâu cần em nói ra, nhưng mà quên đi, em biết anh không phải loại người bội bạc, chỉ là không muốn phụ lòng những cô gái đó thôi, cho nên em sẽ không làm khó anh, miễn là em biết anh tốt với em là được rồi." Chương 643: Sát thủ quốc tế xuất hiện diệp vô phong sờ sờ cái mũi sao em lại nói mấy chuyện này hôm nay em còn tức giận nữa anh còn tưởng em muốn một đứa nhỏ đấy lâm thư âm đỏ mặt vớ vẩn em mới không muốn đấy thật sự không muốn hả diệp vô phong nhìn lâm thư âm nở nụ cười lâm thư âm càng không dám nói gì nữa cúi đầu xuống sau khi dùng bữa xong bầu không khí lại càng trở nên xấu hổ để phá tan sự ngượng ngùng này diệp vô phong trực tiếp bế lâm thư âm vào phòng nhưng vừa định làm chuyện vui thì một cuộc điện thoại gọi đến. Anh tức giận hỏi, sao vậy? Du Kinh Hồng lãnh đạm nói, qua đây một chuyến, có một số việc cần anh xử lý. Diệp Vô Phong nhìn Lâm Thư Âm trên giường, thực sự hơi khó xử, Du Kinh Hồng giống như cố ý vậy, chuyện này gấp, tôi cho anh 20 phút, tôi đã gửi địa chỉ cho anh rồi. Diệp Vô Phong chỉ có thể giống lên sau khi cúp điện thoại, từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn Lâm Thư Âm, vợ à, chờ anh một tiếng, anh sẽ về ngay. Lâm Thư Âm vừa giận vừa nói, ai đợi anh chứ, em đi ngủ trước. Diệp Vô Phong nghe vậy chỉ có thể bất lực, miễn cưỡng mặc quần áo vào, sau đó lái xe tới vị trí Du Kinh Hồng đã gửi. Sau khi đến nơi, phát hiện là một khu rừng núi nhỏ, Diệp Vô Phong xuống xe liền nhìn thấy Du Kinh Hồng, lúc này Du Kinh Hồng đang rất nghiêm túc nghe thuộc hạ báo cáo. Diệp Vô Phong tò mò đi đến bên cạnh Du Kinh Hồng, hỏi cô có chuyện gì sao? Đêm hôm gọi tôi tới. Không biết chuyện bên tôi cũng rất quan trọng sao?" Du Kinh Hồng thở ơ nói, bớt nói nhảm, mau xử lý chuyện ở đây đi. "Chúng tôi phát hiện ra Rách, sát thủ quốc tế đã đến Liêu Tây. Ban đầu tôi phụ trách điều tra, nhưng tôi không ngờ hành tung của Rách rất kỳ lạ, giống như là dùng thuật dịch dung vậy." Sau khi Diệp Vô Phong nghe nói là Rách, liền cau mày, "Rách? Sách từ Edisonburg. Edisonburg là một tổ chức sát thủ nổi tiếng trên thế giới." Tổ chức sát thủ này từng giao chiến với Long môn, lúc trước Diệp Vô Phong đã từng đối chiến với Rách, nhưng sau khi đánh bại Rách, vẫn để Rách trốn thoát. Du Kinh Hồng hờ hững nhìn Diệp Vô Phong, tuy rằng kỹ năng ám sát của Rách không mạnh bằng anh, nhưng anh cũng không sánh được với tài ngụy trang của hắn ta. Tôi tìm anh là vì anh đã từng đối phó với Rách nên khá hiểu rõ hắn. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ, hỏi, hiện tại các người đã mất dấu Rách, cho nên hiện tại muốn tôi đi tìm Rách sao? Du Kinh Hồng gật đầu diệp vô phong vỗ chán anh nghiêm túc nhìn du kinh hồng cô cũng đã nói rách ngụy trang rất giỏi làm sao có thể tìm ra rách khi hắn đang ngụy trang chứ phải biết rằng sau khi đối chiến với rách anh đã để rách chạy thoát hiện tại rách còn chưa xuất hiện trước mặt anh anh lại càng khó tìm được rách diệp vô phong biết điều này cho nên dù thế nào anh cũng không cảm thấy mình có thể tìm được rách du kinh hồng bất lực nói nếu anh không tìm được tôi càng không tìm được Chúng tôi đã theo dõi Rách từ khi biết Rách đến Liêu Tây, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nói thực ra loại chuyện này cũng bình thường, dù sao thì kỹ năng ngụy trang của tên đó thật sự hoàn hảo, ngay cả tôi cũng không đảm bảo sẽ bắt được hắn, hơn nữa thực lực của Rách chắc chắn không thấp. Việc thoát khỏi tay anh cũng đủ cho thấy Rách có sức mạnh của cảnh giới tông sư hay thậm chí là cảnh giới chiến thần. Du Kinh Hồng thờ ơ nói, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp, anh cần phải biết hiện tại tôi không thể dùng ai, nếu anh cũng không tìm được rách, vậy thì nhiệm vụ này thất bại rồi. Diệp vô phong thờ ơ nói, thất bại thì thất bại, dù sao tôi cũng không làm được gì. Du Kinh Hồng liếc nhìn Diệp vô phong và ho khan một tiếng trước khi nói, tên rách này tám phần là đến để tấn công lâm thư âm. Dù sao anh phải biết rằng hoa hồng kia vẫn chưa bị hủy bỏ. Diệp vô phong lập tức nhảy dựng lên, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được rách này, hắn không phải là cao thủ ngụy trang sao. Tôi cũng có thể ngụy trang." Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong thay đổi thái độ nhanh như vậy, không khỏi lắc đầu, tôi biết tên khốn kiếp anh luôn có cách giải quyết mà. Không có cách nào thì cũng phải tìm, tôi nhất định sẽ không để cho vợ mình phải chịu bất cứ tổn hại nào. Diệp Vô Phong nói rất kiên quyết. Du Kinh Hồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Vô Phong, cũng không muốn cười đùa nữa. Vì vậy trong lòng cô ta có phần đố kỵ, nhưng cô ta không để lộ ra cảm giác này, cô ta chỉ mở ra một tấm bản đồ nếu muốn bắt hắn rất có thể ở thị trấn này bởi vì chúng tôi đã bắt đầu thông báo các đồng chí ở hai bên liêu tây và liêu đông cũng đồng thời ra tay nhằm bắt được rách diệp vô phong xua tay không cần bảo bọn họ ở lại đó cũng chỉ tốn công mà thôi nếu tên khốn rách kia thật sự muốn chạy trốn cô không bắt được đâu khi du kinh hồng nghe những lời của diệp vô phong cũng cảm thấy có lý vì vậy cô ta lấy điện thoại di động của mình ra và gọi cho tất cả các cảnh sát bảo họ rút lui Diệp vô phong dừng dưng nhìn Du Kinh Hồng, nói, nhưng mà cô nói không sai, bây giờ Lâm Thư Âm đang ở Liêu Tây, hơn nữa còn liên tục ở trên công trường, phần lớn thời gian đều ở cùng tôi, nếu đi cùng tôi thì hắn sẽ không ra tay, cho nên hắn sẽ tìm kiếm cơ hội, hiện tại bị các người truy đuổi như vậy, hắn chỉ có thể tìm một chỗ ổn định trước, dù sao hắn cũng không vội. Bây giờ công ty Hoa Cường ở Liêu Tây mới bắt đầu xây dựng, Lâm Thư Âm vẫn phải ở nơi này khá lâu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, Rách cũng không cần nhất thời lo lắng. Diệp Vô Phong biết điều này, biết rằng Rách sẽ tìm một nơi để ổn định cuộc sống trước. Bây giờ chỉ có thị trấn nhỏ này là an toàn nhất, có thể giấu được tung tích của hắn, cho nên hắn sẽ ở trấn nhỏ này. Diệp Vô Phong nhìn Du Kinh Hồng, "Đi thôi, tôi và cô đi bắt hắn, những người khác đều không cần." Sau khi Du Kinh Hồng nghe thấy vậy, cô ta chỉ có thể để nhóm người Hồng Á rời đi, cô ta đưa cả đội đến đây để có thể bắt được Rách dễ hơn. Nhưng bây giờ cô ta biết rằng, như Diệp Vô Phong đã nói, đội mà cô ta mang đến không có chút tác dụng. Sau khi vượt qua rừng núi, đi vào thị trấn nhỏ, muốn đi đường vòng phải mất 2 giờ lái xe, đương nhiên Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng sẽ không chọn mất nhiều thời gian đi đường vòng như vậy. Chương 644, thị trấn nhỏ bị thế hệ giàu có thứ hai tiếp quản. Hai người Diệp Vô Phong trực tiếp lên núi, sau đó từ trên núi xuống, rồi đi thẳng đến trấn Sùng Hưng ở ngoại ô Liêu Tây. Diệp Vô Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hoa Vũ, giải thích tối nay anh muốn làm gì. Vào trong thị trấn, lúc này mới phát hiện tuy là một thị trấn nhỏ nhưng mức độ phồn vinh rất khác thường, cả phố phường rực rỡ ánh đèn, xa hoa trụi lạc, xe hơi sang trọng đậu khắp nơi. Thậm chí Diệp Vô Phong còn nhìn thấy một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn. Không nên coi thị trấn này là một thị trấn nhỏ, đúng không? Diệp Vô Phong tò mò nhìn Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng lắc đầu, đây vốn là một thị trấn sơ khai, nhưng sau này có một cậu ấm từ Liêu Tây đến thị trấn này, tìm được một con đường rất thích hợp để đua xe, người đến thị trấn này thường xuyên để đua xe, và những doanh nhân nhìn thấy cơ hội nên đã đến thị trấn này để kinh doanh. Sau khi Du Kinh Hồng giải thích, Diệp Vô Phong mới biết hóa ra thị trấn nhỏ này là như vậy. Có nghĩa là thị trấn này đã được thay đổi bởi những người giàu có. Diệp Vô Phong tò mò hỏi, những cư dân đó thì sao? Du Kinh Hồng cười nói, cái này mới là trọng điểm. Anh biết đấy, những người trẻ tuổi này quả nhiên là giàu có. Một số thôn dân không muốn ở lại nơi này, thế mà bọn họ tặng luôn ngôi nhà, bảo đến nội thành mà ở. Diệp vô phong nhất thời không nói nên lời. Đám nhóc con nhà giàu này quả thực cái gì cũng dám làm. Du Kinh Hồng thở ơ nói, cho nên bây giờ thị trấn này về đêm sẽ rất sôi động, ban ngày sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng mở mấy cửa hàng ở nơi này cũng rất có lãi, kiếm được khá nhiều tiền dù sao người tới đây đều không thiếu tiền, cho dù anh bán một chai nước khoáng 20 nhân dân tệ, cũng không có vấn đề gì. Diệp vô phong nghe vậy bật cười, nghe cô nói vậy, tôi thật sự muốn mở một cửa hàng ở đây, dễ kiếm tiền như vậy mà. Du Kinh Hồng trợn tròn mắt, đường đường là chủ tịch công ty Hoa Cường lại muốn đến đây mở một cửa hàng nhỏ. Ai tin điều này chứ? Nhưng anh có phát hiện dấu vết nào của rách chưa? Du Kinh Hồng tò mò hỏi diệp vô phong nhìn xung quanh tạm thời chưa có tôi phải tiếp tục theo dõi người trẻ tuổi ở đây cũng không quen biết nhau lắm đội ngũ nhiều như vậy phỏng chừng có người lạ lẻn vào cũng không biết du kinh hồng gật đầu đúng vậy điều này khiến chúng tôi khó tìm thấy rách hơn nhiều diệp vô phong bất lực nói cho dù không tìm được cũng là chuyện bình thường nhưng đừng lo lắng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm du kinh hồng mỉm cười tôi tin tưởng anh lúc này một đoạn đường trong thị trấn nhỏ này bị dọn dẹp thông thoáng, bốn năm chiếc xe song song nhau, có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng động cơ giòn tan. Mỗi chiếc xe thể thao này có giá không dưới 2 triệu tệ và đều là đồ chơi yêu thích của giới yêu thể thao. Hàng trăm người đứng hai bên đường hò hét liên tục, màn đêm như kích thích thần kinh khiến nhiệt huyết của bọn họ sôi lên. Thậm chí có cả nam và nữ ôm hôn nhau. Loại chuyện này làm cho Diệp vô phong tấm tắc hai tiếng, nhưng du kinh hồng lại tỏ vẻ thờ ơ ở nước ngoài anh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy sao diệp vô phong cười nói tất nhiên là tôi đã thấy ở nước ngoài tôi đã gặp cảnh hỗn loạn hơn nhưng đây là lần đầu tiên thấy ở trung quốc vì vậy tôi rất tò mò có phải bây giờ đất nước này đang dần quốc tế hóa không tư tưởng đã thoáng hơn rồi sao du kinh hồng chỉ dừng dương đi về phía trước nhưng vào lúc này một người đàn ông đã chặn đường du kinh hồng người đẹp cô có muốn uống một ly không liễu thuận cười tươi hỏi du kinh hồng cau mày cô ta không ngờ lúc này sẽ có người ngăn cản mình trên mặt cô ta không phải viết dòng chữ cấm người lạ lại gần sao rõ ràng là cô ta đã bày ra vẻ mặt người lạ nên cách xa hàng nghìn dặm anh ta không sợ chết mà còn lên bắt chuyện sao du kinh hồng ghét nhất là những người này liễu thuận còn vuốt tóc cảm thấy hài lòng về bản thân có thể lên xe tôi ngồi uống anh ta chỉ vào một chiếc lamborghini cách đó không xa Hai chiếc Lamborghini màu cam này có giá khoảng 13 triệu tệ. Diệp Vô Phong đứng sang một bên quan sát một cách thích thú, dù sao thì anh cũng biết, trong tình huống này thật sự rất khó nói, để bắt được rách, Du Kinh Hồng có thể sẽ phải nuốt hận vào trong. Những người biết Liễu Thuận xung quanh đang la ó, một thanh niên hét lên, "Liễu Thuận, cậu được lắm, có thể nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy trước tiên." Liễu Thuận rất đắc ý nói, "Lợi hại không, ánh mắt của anh đây chưa bao giờ tệ mà." gân xanh trên trán Du Kinh Hồng lộ ra, đây là đang tức giận, nhưng đám người Liễu Thuận hoàn toàn không để ý, Diệp Vô Phong đi tới gần, cười nói, bây giờ chúng ta tới đây tìm rách, cô để mấy chuyện ngoài lề này làm hỗn loạn thì lại càng không thể bắt được rách. Sau khi Du Kinh Hồng nghe Diệp Vô Phong nói xong, lập tức hít sâu một hơi, sau đó nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy mọi người đều đang nhìn về phía bên này. Vì vậy, cuối cùng cô ta chỉ đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Liễu Thuận. Tất cả mọi người đều có chút tò mò không biết Du Kinh Hồng muốn làm gì, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến toàn trường có một khoảng lặng ngắn ngủi. Một cú hất quá vai. Rất chuẩn. Du Kinh Hồng ném Liễu Thuận xuống đất. Liễu Thuận không thể ngờ rằng Du Kinh Hồng sẽ làm điều này, anh ta vừa bất ngờ vừa đau đớn. Du Kinh Hồng lãnh đạm nói, muốn đấp tôi à, có thể đánh thắng tôi sao? Những người xung quanh đều hò reo một hồi, họ chưa từng nghĩ rằng Du Kinh Hồng sẽ làm được điều này liễu thuận vốn đã sững sờ nhưng nghe xong lời này liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên chỉ vào du kinh hồng nói vừa rồi tôi còn chưa chuẩn bị xong nếu không cô cho rằng cô có thể thành công sao du kinh hồng vẫy tay với liễu thuận mọi người càng cổ vũ to hơn liễu thuận không còn cách nào khác là phải tiến lên diệp vô phong nhìn xung quanh rách ngụy trang tuyệt đối hoàn mỹ nhưng diệp vô phong cũng không bao giờ dùng ánh mắt để tìm rách anh sử dụng cảm giác anh biết nếu dùng mắt thường để tìm rách cải trang thì sẽ không bao giờ tìm được. Trên trường quốc tế, rách đã từng làm giả người đứng đầu của một quốc gia, tổ chức đại hội toàn quốc, thậm chí kết thúc cuộc họp và rời khỏi đất nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra rằng rách đã đóng giả quốc chủ. Điều này đủ cho thấy kỹ năng ngụy trang của rách, ngay cả những người thân cận cũng không thể nhận ra. Trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Vô Phong hoàn toàn không có cách nào nhận ra chỉ bằng mắt chỉ là nếu dựa vào cảm giác thì rất khó, dù sao anh cũng biết mình và rách đã mấy năm không liên lạc. chương 645, phiền toái đến. Sau khi rách thoát khỏi tay Diệp vô phong, anh ta không dám ló mặt ra trước mặt anh nữa. Vì vậy, kết quả là Diệp vô phong đã quên mất rách trông như thế nào rồi. Lần này Liễu Thuận rất nghiêm túc đánh về phía Du Kinh Hồng, nhưng kết quả cuối cùng là Liễu Thuận lại bị Du Kinh Hồng hạ gục, lần này vẫn là hất qua vai những tiếng gieo hò vang lên không ngớt diệp vô phong cũng vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ còn du kinh hồng thì trừng mắt nhìn anh nếu không phải vì rách thì tên liễu thuận này đã chết từ lâu rồi cô ta nhìn diệp vô phong diệp vô phong chỉ lắc đầu du kinh hồng chỉ có thể đi về phía trước với diệp vô phong vì vẫn chưa tìm được nên cô ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cô ta sẽ không bỏ cuộc và sẽ chặn rách trong thị trấn này đây là cơ hội tốt nhất để bắt rách, nếu rách trốn thoát thì việc bắt được rách còn khó hơn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Du Kinh Hồng nghiêng người nói, anh nhìn kỹ một chút, nếu không bắt được rách, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Diệp Vô Phong chỉ có thể bất lực nhún vai, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng cô biết không, tôi không thể bảo đảm 100% sẽ nhận ra rách. Vậy thì anh cũng phải tìm ra cho tôi." Du Kinh Hồng tức giận nói diệp vô phong chỉ có thể gật gật đầu tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng vào lúc này một người ngăn diệp vô phong lại tên nhóc mày còn có thể cười được à mày không cảm thấy vô dụng sao diệp vô phong nghi hoặc nhìn người nọ vừa rồi không phải liễu thuận đã bị đánh đến mức chịu phục rồi sao sao lúc này lại tới gây chuyện nữa anh nói cái gì tôi tại sao phải cảm thấy vô dụng diệp vô phong bày ra vẻ mặt tò mò liễu thuận tức giận nói nhìn mày xem mày còn không thể bảo vệ tốt cho bạn gái nếu không phải bạn gái của mày có bản lĩnh thì mày đã toi đời rồi diệp vô phong ngượng ngùng cười cười sắc mặt du kinh hồng trở nên u ám anh thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết sao nếu như vậy tôi có thể thành toàn cho anh liễu thuận nghi hoặc nhìn diệp vô phong nhưng vẫn sợ du kinh hồng sẽ tấn công mình lần nữa nên chỉ có thể lùi lại mấy bước anh ta chỉ vào diệp vô phong và nói nhóc con nếu là đàn ông thì hãy đứng ra Chúng ta sẽ so tài một lần. Diệp Vô Phong vẫn không thèm quan tâm. Liễu Thuận càng tức giận, mày không phải là đàn ông à? Đúng là một tên vô dụng chỉ biết đứng sau lưng phụ nữ. Sắc mặt Du Kinh Hồng càng lạnh hơn, đi tới trước mặt Liễu Thuận, một tay nắm lấy cổ áo Liễu Thuận, tôi nói cho anh biết, nếu anh lại dám nói nhảm, tôi sẽ tiêu diệt anh. Sắc mặt Liễu Thuận thay đổi, nhưng anh ta vẫn nhìn Diệp Vô Phong với vẻ không phục, Diệp Vô Phong nhún vai tiến lên nắm lấy cổ tay Du Kinh Hồng. Tên này nói đúng lắm, nếu không đứng ra, cứ ở sau lưng cô, đúng là không hay thật. Diệp vô phong chỉ là đang nói đùa, anh phát hiện có điều gì đó không ổn nên mới chọn đứng ra. Khi những người xung quanh nhìn thấy Diệp vô phong đứng ra, tất cả đều hoan hô. Đúng lúc này, những chiếc xe thể thao nằm song song trực tiếp lao ra, liễu thuận khịt mũi, tao muốn đua với mày. Diệp vô phong nhún vai, ngại quá, tôi không có xe. Liễu Thuận không ngờ Diệp Vô Phong đi vào nơi nào lại không có xe, anh ta kinh ngạc hỏi, vậy mày vào bằng cách nào? Cái gì? Liễu Thuận chỉ vào lối vào đằng xa, nơi đó có người canh gác. Mày không có xe và cũng không phải là thương nhân ở thị trấn này, vậy mày vào bằng cách nào? Diệp Vô Phong chỉ vào khu rừng phía xa, tôi nói tôi từ bên kia vào, anh tin không? Liễu Thuận chợt bừng tỉnh, hóa ra là lẻn vào, làm sao vậy? mày muốn cho bạn gái thấy cuộc sống của một kẻ nhà giàu hà hay là muốn tới đây giả bộ du kinh hồng muốn đá liễu thuận một cước diệp vô phong nhanh chóng chặn lại du kinh hồng khó hiểu nhìn diệp vô phong nhưng diệp vô phong lại lắc đầu cô ta bất mãn hừ một tiếng nhưng không làm gì khác liễu thuận hờ hững xua tay không phải là xe sao tao tìm cho mày một chiếc nhưng mày có dám so tài với tao không diệp vô phong cười nói đương nhiên rồi nhưng nếu như thế này thì không hay lắm, không có lợi lộc gì cả. Liễu Thuận suy nghĩ một chút, vậy ý của mày là muốn đánh cược chứ gì? Không sao, tiền đúng không? 50 vạn, nếu thắng tao thì tao sẽ cho mày 50 vạn, nhưng nếu mày thua, bạn gái mày sẽ phải đi với tao một đêm, thế nào? Diệp Vô Phong bất lực thở dài, tôi đang cứu anh mà anh vẫn cứ tìm đường chết, còn nói gì được nữa chứ? Liễu Thuận hoàn toàn không biết Diệp Vô Phong có ý gì, nhưng trong mắt anh ta Diệp Vô Phong là một người có chỉ số thông minh thấp, nếu như anh đồng ý thì đêm nay anh ta thực sự có thể rất thoải mái và vui vẻ. Anh ta rất tự tin vào kỹ năng lái xe của mình, còn Diệp Vô Phong chỉ là một người bình thường, có lẽ chỉ đang muốn thể hiện thôi. Diệp Vô Phong từ nãy giờ vẫn nắm lấy cổ tay Du Kinh Hồng, anh biết Du Kinh Hồng đã kiềm chế đến cực hạn rồi, nếu Liễu Thuận nói thêm nữa, phỏng trừng Du Kinh Hồng sẽ đập chết anh ta ngay tại chỗ. Đến lúc đó, sống hay chết thì thật sự không cần bàn nữa. Vì vậy Diệp Vô Phong nhanh chóng đồng ý, không thành vấn đề, nhanh lên, xe của tôi đâu? Liễu Thuận cười cười, vội vàng kêu người chuẩn bị xe cho Diệp Vô Phong, vì sợ Diệp Vô Phong sẽ đổi ý. Trong số những người đang quan sát, một người đang ngồi trên nóc một chiếc Hummer, anh ta thờ ơ nhìn những gì đang xảy ra cách đó không xa và mỉm cười. Diệp Vô Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Tuy rằng tôi không biết anh ở đây làm gì, nhưng tôi vẫn rất vui khi gặp được anh nguyên phong vừa rồi không có việc gì làm nên muốn tới nơi này chơi không ngờ lại gặp diệp vô phong trong hoàn cảnh như vậy vận may này thật tốt quá anh ta liếm môi vậy thì người bên cạnh anh hẳn phải là đội trưởng của cục hồng thuẫn du kinh hồng cô ấy thực sự rất xinh đẹp đấy đương nhiên chuyện của liễu thuận là do anh ta sắp xếp anh ta chỉ muốn xem diệp vô phong dở trò gì không cần biết diệp vô phong muốn làm cái gì ước chừng hiện tại sẽ có chút khó khăn rồi đang tìm ai đó à? Nhưng tôi biết tất cả những người ở nơi này, họ muốn tìm ai, tôi không thể đoán được. Dù sao điều đó dường như không ảnh hưởng gì đến tình hình ở Liêu Tây, đều là một đám rác rưởi." Nguyên Phong bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Trên mặt anh ta luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng thật ra anh ta luôn biết, bây giờ chỉ là một cuộc đối đầu nhỏ, anh ta không cần ra mặt, cũng không muốn đụng vào Diệp Vô Phong vào lúc này dù sao hiện tại bên cạnh anh ta không có ai có thể ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Vô Phong. Audio điện tử võ tấn bền chương 646, gặp thoáng qua. Sau khi Diệp Vô Phong điều chỉnh số liệu của chiếc xe này, anh nhìn Liễu Thuận, Liễu Thuận đã điều chỉnh xe của mình về trạng thái tốt nhất, nên không cần điều chỉnh gì cả. Đây là việc họ đã làm từ rất lâu rồi, ngoại trừ đường đua có kim đâm hai bên, nếu ai chạy trạch đường đua thì hoàn toàn không có cách nào hoàn thành cuộc đua thậm chí có nguy cơ bị lật xe đường đua có nhiều góc cua chỉ có những cung đường khó mới đủ phản ánh kỹ năng của người điều khiển nếu không không có cách nào để thể hiện niềm vui khi họ đến đây chơi khi bắt đầu cuộc đua ngay khi lăn bánh liễu thuận đã nhanh hơn dù sao thì chiếc xe của anh ta tốt hơn rất nhiều so với xe của diệp vô phong chỉ là diệp vô phong cũng không vội vàng anh chỉ đạp ga để tăng tốc độ của xe nhưng khi liễu thuận giảm tốc độ và ôm cua mọi người đều kinh ngạc khi thấy xe của diệp vô phong không hề giảm một chút tốc độ nào tình huống gì đây anh ta muốn chết sao tốc độ như thế thì hoàn toàn không thể ôm cua không phải anh ta là lính mới ngay cả cách điều khiển xe cũng quên đấy chứ ai biết được xem ra chỉ là một cuộc đua rất nhàm chán tôi đã nghi anh ta đã đồn ý đua thì ít nhất cũng có thể cầm cự trong một thời gian không ngờ mới qua khúc cua đầu tiên thì cuộc đua đã kết thúc rồi. Xe của Diệp vô phong nhanh chóng vượt qua xe của Liễu Thuận, Liễu Thuận mặc dù có chút kinh ngạc nhưng anh ta vui mừng hơn, dù sao thì anh ta cũng biết rằng với tốc độ hiện tại của Diệp vô phong, tuyệt đối không thể hoàn thành cú drift. Chiếc xe sẽ chạy khỏi đường đua, và cuộc đua này anh ta sẽ giành chiến thắng. Nghĩ đến đêm nay Du Kinh Hồng sẽ ở trên giường của anh ta, lòng anh ta liền nóng lên. Điều anh ta thích nhất là người đẹp lạnh lùng này, đây là một loại dục vọng muốn chinh phục chỉ là khi đang vào cua tiếng lốc xe va vào mặt đất chuyển đến nhiều người nhìn thấy xe của diệp vô phong đã trôi đến bên sườn ngoài vượt qua khúc cua đầu tiên một cách nguy hiểm mọi người trợn tròn mắt hoàn toàn không thể tin được diệp vô phong còn có thể lái xe vượt qua tình huống vừa rồi tốc độ như vậy đáng lẽ đã vượt qua giới hạn lúc trước họ đã thử nghiệm rồi họ đã thử tốc độ nào thì có thể lướt qua các góc cua tới mức giới hạn và tốc độ của Diệp Vô Phong vừa rồi đã vượt quá giới hạn. Hai mắt Nguyên Phong sáng lên, còn có chuyện như vậy à, xem ra Diệp Vô Phong cũng rất có kinh nghiệm đua xe. Lúc này Liễu Thuận suýt gặp tai nạn ở góc cua đầu tiên, nếu không phanh kịp thì có lẽ chiếc xe đã lao ra ngoài đường dây. Nhưng lúc này anh ta không còn tâm tư thi đấu nữa, bởi vì kinh ngạc trước kỹ năng của Diệp Vô Phong, anh ta biết cú thả trôi vừa rồi, loại thả trôi đó là tuyệt đối không thể, nhưng Diệp Vô Phong vẫn hoàn thành đến cực hạn anh ta không thể so tài với kỹ năng như vậy tuy rằng anh ta kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc anh ta biết kỹ năng của diệp vô phong đã vượt qua anh ta rất nhiều ngay cả khi xe của anh ta tốt hơn của người ta anh ta cũng không có cách nào để giành chiến thắng diệp vô phong lái xe về đích thuận lợi lúc này xung quanh đều là một mảnh im lặng diệp vô phong xuống xe đi tới bên cảng du kinh hồng cười nói sao vậy tôi không làm cô mất mặt chứ du kinh hồng cau mày không phải anh lầm rồi chứ tôi bảo anh tới đây để đua xe hả? Diệp vô phong cười nói, đương nhiên không phải, nhưng cô thấy đấy, hiện tại hoàn cảnh ép buộc chúng ta, cho dù không nhận thì chúng ta cũng đã thu hút sự chú ý rồi. Sách có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, bây giờ có khả năng là anh ta đã lẩn trốn rồi. Vì vậy, không thể bắt được anh ta đâu. Du Kinh Hồng nghiến răng, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cô ta cũng biết những gì Diệp Vô Phong nói là sự thật. Liễu Thuận xuống xe với vẻ mặt tiều tụy, sau khi đến trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta lấy điện thoại di động ra, nói, số tài khoản của mày là gì, tao sẽ chuyển cho mày, 50 vạn cũng không ít đâu. Diệp Vô Phong nói số tài khoản cho Liễu Thuận, sau đó đi ra ngoài, anh biết rằng việc bắt giữ rách lần này đã thất bại, mặc dù rất tiếc nhưng anh chỉ có thể đi về trước. Anh phải bàn bạc với Yêu Phong. Dù sao anh cũng biết khả năng ngụy trang của rách mạnh đến mức ngay cả anh cũng không phòng bị được, huống chi là yêu phong sau khi liễu thuận chuyển khoản xong phát hiện tài khoản chuyển tiền thực chất là một viện phúc lợi ở liêu tây vẻ mặt đầy bất mãn nhìn bóng lưng của diệp vô phong nhưng anh ta vẫn đến chỗ nguyên phong cậu chủ nguyên tôi đã làm theo những gì mà anh yêu cầu rồi nguyên phong gật đầu cậu làm rất tốt tôi rất hài lòng liễu thuận nhanh chóng cười nói vậy thì hợp tác của công ty chúng ta nguyên phong gật đầu ngày mai bảo bố cậu tới gặp tôi tôi sẽ tái ký hợp đồng liễu thuận vội vàng gật đầu cảm ơn nguyên phong cười nói thật ra công ty phúc dương của các người vẫn luôn hợp tác với chúng tôi cho dù cậu không nói chúng tôi cũng sẽ tái ký hợp đồng với các cậu liễu thuận nở nụ cười nịnh nọt nói tôi không chỉ vì công ty phúc dương tôi còn muốn có quan hệ tốt với cậu chủ nguyên đây dù sao thì tôi biết bây giờ ông cụ nguyên rất coi trọng anh nguyên phong thờ ơ nói tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu giao tiếp với những người như cậu thật sự rất dễ dàng tôi cũng rất quý trọng cậu đừng lo lắng đến lúc đó lợi ích cho công ty phúc dương sẽ không thể thiếu đâu nụ cười của liễu thuận càng dạng dỡ hơn sau khi diệp vô phong và du kinh hồng rời khỏi thị trấn du kinh hồng rất chán nản nếu không có liễu thuận họ đã không bị lộ rồi diệp vô phong thờ ơ nói tôi biết cô tức giận nhưng vừa rồi có người cố tình làm vậy chúng ta không thể làm gì được du kinh hồng sướng sờ khi nghe diệp vô phong nói anh nói cái gì tôi nói vừa rồi có người làm gì đó để ngăn cản chúng ta. Chúng ta muốn bí mật tìm rách thì không có cách nào làm được đâu. Diệp vô phong nhìn Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng hít mắt, ý của anh là có người muốn cứu rách. Chẳng lẽ gã còn có đồng bọn ở Liêu Tây sao? Diệp vô phong lắc đầu, tôi đoán không phải vậy. Chắc là người không quen biết rách, chỉ là người đang nhầm vào tôi hoặc cô thôi. Du Kinh Hồng càng không hiểu, chúng ta mới tới Liêu Tây được một tháng, từ khi nào đã xúc phạm nhiều người như vậy chứ? Diệp Vô Phong có chút ngượng ngùng nói, thực ra cô không đắc tội là rất bình thường, nhưng người tôi đắc tội thật sự không ít, hơn nữa vừa rồi khi tôi ngăn Liễu Thuận lại, trong túi anh ta có một danh thiếp, không ngờ đúng là có duyên thật, thế mà lại là công ty Phúc Dương. Du Kinh Hồng cũng biết rằng Diệp Vô Phong hiện đang cố gắng tìm cách ra tay với công ty Phúc Dương, để làm cho mô hình kinh doanh hiện có ở Liêu Tây sụp đổ. Vậy thì kẻ nhắm vào chúng ta hẳn là công ty Phúc Dương g. Công ty này thật đáng ghê tởm tôi sẽ không bỏ qua đâu. Du Kinh Hồng bực bội nói, chương 647, đặt bom. Diệp vô phong lại lắc đầu, không phải đâu, công ty Phúc Dương không có tay chân nhanh như vậy, hơn nữa Liễu Thuận hẳn là không biết tôi, nếu không sẽ không lộ ra vẻ mặt như lần đầu tiên gặp tôi. Du Kinh Hồng nghi ngờ nhìn Diệp Vô Phong, nếu không phải công ty Phúc Dương, thì là ai? Diệp Vô Phong hít mắt, người của nhà họ Nguyên. Anh quay đầu nhìn về hướng thị trấn, có thể gặp người nhà họ Nguyên trong mấy cuộc tụ họp của kẻ có tiền như thế này là điều bình thường, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, hiện tại hậu bối của nhà họ Nguyên đều đang ở nhà. Không có bao nhiêu người có thể từ nhà họ Nguyên đi ra ngoài, cho nên địa vị của người này ở nhà họ Nguyên hẳn là rất ghê gớm, còn có thể đang làm một nhiệm vụ mà Nguyên Trần giao. Chỉ có tình huống như vậy mới có thể khiến người nhà họ Nguyên xuất hiện bên ngoài. Diệp Vô Phong nhất thời nghi ngờ người này chính là người thông minh trong nhà họ nguyên mà anh đang tìm kiếm nhưng anh cũng biết nếu bây giờ quay lại tìm nhất định sẽ không thể nhìn thấy người của nhà họ nguyên đó cho nên coi như bỏ đi du kinh hồng rất không vui nói tôi thực sự không phục nhà họ nguyên này tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại của tôi còn dám ngăn cản công việc của cục hồng thuẫn chúng ta hết lần này đến lần khác đúng là không muốn sống nữa rồi hai mắt diệp vô phong sáng lên khi nghe những lời này của cô ta anh hỏi vậy ý của cô là dùng tài nguyên của cục hồng thuẫn để hạ bệ nhà họ nguyên du kinh hồng khịt mũi anh nghĩ hay quá nhỉ anh phải biết rằng bất kể như thế nào mục đích chúng ta tới đây là tìm vạn sơn hồng biến hiện tại bức tranh này vẫn chưa tìm được ta tuyệt đối sẽ không vận dụng nhiều lực lượng hơn nữa bên trên cũng sẽ không chấp thuận đâu diệp vô phong chỉ có thể nhún vai được rồi vậy tôi sẽ tự mình tìm cách Du Kinh Hồng đẩy Diệp Vô Phong, anh có thể nghĩ cách mở căn phòng an toàn đó và xem có thực sự có, vạn sơn hồng biến trong đó không? Diệp Vô Phong giang hai tay ra, tôi cũng muốn thế mà, nhưng trước đó tôi đã vào nhà họ Nguyên nhiều lần, tôi phát hiện lực lượng của phòng an toàn đó nhất định là mạnh nhất trong toàn bộ nhà họ Nguyên, tuyệt đối không thể lẳng lặng vào phòng đó đâu. Du Kinh Hồng chỉ có thể chịu thua, nhưng cô ta mỉm cười, cũng may là bọn họ không biết mục đích chúng ta đến đây, chỉ nghĩ rằng chúng ta đến với ý định tiêu diệt bọn họ thôi. Diệp vô phong nở nụ cười, đúng vậy, ít nhất bọn họ không biết trên tay bọn họ có một bức hỏa có thể chết người, nếu không có bức hỏa này, cục Hồng Tuấn cũng sẽ không tìm tới đây. Du Kinh Hồng lắc đầu, vậy thì anh sai rồi, mặc dù không có bức hỏa đó thì chúng cũng vẫn sẽ tìm tới cửa, dù sao nhà họ Nguyên mấy năm gần đây càng ngày càng làm càn, làm việc ngày càng trở nên quá đáng, thậm chí đã chạm đến điểm mấu chốt của bên trên cho nên bên trên nhất định sẽ muốn tiêu diệt nhà họ Nguyên càng sớm càng tốt. Ngôn tình hay. Diệp vô phong chỉ nhún vai với chuyện này, làm sao biết là thật hay giả chứ. Sau khi Diệp vô phong đưa Du Kinh Hồng trở về nhà, lúc này Lâm Thư âm đã ngủ rồi, Diệp vô phong cũng thay quần áo rồi lên giường, ôm Lâm Thư âm thoải mái đi vào giấc ngủ. Hoa Vô tìm anh khi anh đến trụ sở công ty vào ngày hôm sau, sửng sốt nói, Chủ tịch Diệp, tôi thật sự không ngờ anh lại nhạy bén như vậy, ngay cả chuyện người của chúng ta muốn phản bội chúng ta mà anh cũng biết diệp vô phong thờ ơ nói nói đi chính xác người đó muốn làm gì hoa vũ lấy điện thoại ra đặt trước mặt diệp vô phong hình ảnh trên điện thoại là một cái bọc hình vuông trên bọc có một chấm nhỏ màu đỏ chấm nhỏ này được cấp nguồn điện và phát ra ánh sáng màu đỏ hoa vũ có chút hoảng sợ nói đây là bom điều khiển từ xa những quả bom điều khiển từ xa này vẫn chưa được kích nổ mà điều khiển từ xa phải ở trong tay người khác. Một khi anh ta bấm điều khiển từ xa, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Diệp vô phong tò mò hỏi, những quả bom này tìm được ở đâu? Hoa Vũ nói, tất cả đều được tìm thấy ở những vị trí khuất trên công trường nơi chúng ta đang xây dựng, về cơ bản sẽ không có ai đi đến những nơi đó. Vẻ mặt của Diệp vô phong rất ảm đạm, hai tay chống cằm. Tất nhiên anh biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết đối phương muốn làm gì hoa vũ đã từng là thành viên của đội phá bom mìn nên anh ta có chút hiểu biết về quả bom chính vì điều này mà hoa vũ mới dám đến gần quả bom một cách táo bạo thậm chí còn chụp ảnh chủ tịch diệp chúng ta phải nhanh chóng tháo rỡ những thứ này nếu không sẽ rất nguy hiểm hoa vũ nói nhanh diệp vô phong lắc đầu đừng lo lắng tôi muốn những quả bom này phải có ích chuyện này cậu không cần lo lắng tôi sẽ tự sắp xếp hoa vũ nghe xong cũng không quan tâm đến những quả bom này nữa tức giận nói, kẻ phản bội đã bị chúng ta bắt giữ rồi, chủ tịch Diệp Định xử lý thế nào? Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, đương nhiên là giao cho cảnh sát. Hắn tự mang bom, vậy đã là chủ mưu vụ khủng bố, hãy để tòa tuyên án là được. Hoa Vũ gật đầu rời đi. Sau khi Diệp Vô Phong thấy Hoa Vũ rời đi, anh lấy điện thoại ra, bước đến ghế sofa ngồi xuống, phòng làm việc này rất lớn, thường là nơi Lâm Thư Âm làm việc, Diệp Vô Phong rất ít khi ở chỗ này sau khi diệp vô phong và hoa vũ xử lý xong chuyện đặt bom anh đã hẹn yêu phong rồi lại nói chuyện đặt bom với đường trảm sau đó mới rời khỏi văn phòng đường trảm đang nằm trên sofa nghe những gì diệp vô phong nói qua điện thoại anh ta liền nhảy dựng lên tên khốn đó dám động vào lão đại của em à không muốn sống nữa sao diệp vô phong thờ ơ nói cậu bớt nói nhảm đi tôi có một chuyện muốn giao cho cậu đến lúc đó cậu làm thỏa đáng cho tôi đấy đường trảm cười hắc hắc anh yên tâm Chuyện anh dặn dò thì em nhất định sẽ làm thỏa đáng mà." Diệp Vô Phong vừa cúp điện thoại, Yêu Phong lúc này đã tới văn phòng, nhìn thấy Diệp Vô Phong, hắn ta liền ngồi trên sofa một cách rất quen thuộc. Sau khi Lâm Thư Âm nhìn thấy Yêu Phong, cô mỉm cười gật đầu, bảo thư ký của mình pha một tách trà. Yêu Phong có chút nghi ngờ hỏi, "Cậu bảo tôi qua đây lúc này là muốn làm gì?" Cậu cũng biết thành viên của Phong Mãn Lâu bình thường không được bại lộ mà diệp vô phong nói rách đã đến liêu tây và rất có thể hắn ta sẽ đến giết vợ tôi yêu phong cau mày khi nghe thấy điều này nhất thời không biết tên rách mà diệp vô phong đang nói là ai diệp vô phong rất nghiêm túc nói rách người ngụy trang chắc là anh nhớ chứ lúc đó anh cũng đã từng giao chiến với hắn lúc này yêu phong mới nhớ ra hắn ta ngạc nhiên nói ý cậu là rách định động thủ với vợ cậu diệp vô phong gật đầu cho nên tôi rất lo lắng anh cũng biết Rách không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có kỹ năng ngụy trang hoàn hảo. Muốn đánh lén thì cũng không có cách nào để phòng ngăn cản được. Chương 648, tính mạng quan trọng hơn. Yêu Phong suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp Vô Phong, tôi biết cậu đã từng giao thủ với Rách, cậu cũng biết phong cách tấn công của hắn, có thể mô phỏng một chút. Diệp Vô Phong lập tức hiểu được suy nghĩ của Yêu Phong, anh đứng dậy, đứng ở cửa tung một cước, thân hình lập tức xuất hiện trước bàn làm việc của Lâm Thư Âm nhưng anh không làm gì cả anh quay đầu nhìn yêu phong yêu phong đang suy nghĩ rất nghiêm túc sau khi diệp vô phong hoàn thành việc của mình anh trở lại sofa chờ đợi biện pháp phòng ngừa mà yêu phong đưa ra đợi mấy phút sau yêu phong thở phào nhẹ nhõm tự tin nói từ nay về sau tôi sẽ đi theo bên cạnh lâm thư âm tất cả những người tiếp xúc với lâm thư âm không nên ở trong phạm vi ba thước diệp vô phong tò mò nhìn yêu phong nói cách khác nếu ở ngoài ba thước cho dù hắn đánh lén, anh vẫn có thể chặn được công kích của đối phương, đúng không? Yêu Phong gật đầu, tự tin nói, thực lực của tôi đủ để chặn hắn ở khoảng cách ba thước, không có vấn đề gì cả. Đương nhiên Diệp Vô Phong tin tưởng Yêu Phong, cho nên anh không nói gì. Nhưng tôi thực sự không bất ngờ về chuyện quả bom, các thành viên của phong mãn lâu đã có chút thất trách về điểm này. Tôi sẽ cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng, Yêu Phong nói trong bất lực. Thay vào đó, diệp vô phong xua tay tôi nhờ các người bảo vệ vợ tôi về phần những tòa nhà do công ty hoa cường xây dựng thì không thành vấn đề nếu thật sự không phát hiện ra nổ thì nổ thôi không thành vấn đề yêu phong cười khổ giọng điệu ăn nói của người giàu có khác sớm biết thế lúc trước tôi đã không bán mì xào nếu chuyển sang kinh doanh có lẽ bây giờ tôi sẽ là ông chủ lớn rồi diệp vô phong nghe xong chế nhạo nói yêu phong nói anh béo mà anh còn thở gấp nếu anh kinh doanh với đầu óc của anh thì kinh doanh sẽ thua lỗ đấy yêu phong không phục nói làm sao có thể chứ dù gì thì tôi cũng là một người làm ăn đấy diệp vô phong thờ ơ nói tự mình nghĩ xem bán mì xào có kiếm được tiền không yêu phong nhanh chóng giải thích chỉ là do tôi không có toàn tâm toàn ý làm ăn thôi bán mì xào là để ngụy trang cho phong mãn lâu thôi không quan trọng có kiếm được tiền hay không diệp vô phong cười nói nghe này Tôi nói nếu anh kinh doanh nhất định sẽ thua lỗ. Nhưng từ những gì anh nói, tôi có thể đoán được nếu anh thực sự lao vào kinh doanh, anh sẽ mất tất cả luôn. Yêu Phong khó hiểu, không biết tại sao Diệp Vô Phong lại nói lời này, nhưng Lâm Thư Âm vừa nghe liền hiểu ra, lập tức lộ ra nụ cười. Yêu Phong càng bối rối hơn sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong từ trên ghế đầu đứng dậy đi ra ngoài, chuyện này cứ giao cho anh, như vậy thì tôi sẽ yên tâm làm việc của mình. Hoàn thành mọi việc ở Liêu Tây càng sớm càng tốt, vậy thì vợ của tôi cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa." Yêu Phong gật đầu, "Yên tâm, nếu Zách muốn giết Lâm Thư Âm, tôi chắc chắn sẽ chặn hắn ta lại." Zách đang đi trên con đường cách công trường của công ty Hoa Cường không xa, trên mặt lộ ra vẻ u ám, tên khốn kiếp này sao lại mời cả bọn Yêu Phong tới đây, vậy thì mình chơi thế nào được nữa? Hắn ta vừa ngụy trang làm thư ký và rót cho Yêu Phong một tách trà, nếu không phải hắn ta biết nếu hắn ta bỏ thuốc độc cho Yêu Phong, Diệp Vô Phong có thể bắt được hắn ta, thì hắn ta đã đầu độc Yêu Phong chết từ lâu rồi. Nếu có Yêu Phong thì vấn đề này sẽ rất khó khăn. Ít nhất thì đó là một nhiệm vụ mà hắn ta không muốn dính líu đến. Ai giao việc này, tại sao lại giao cho mình loại nhiệm vụ này chứ? Một nghìn vạn đã muốn đối chiến với tư lệnh của Long môn. Đây là chuyện gì vậy hả? Đương nhiên rách không muốn đối chiến với Diệp Vô Phong hắn ta đã thất bại trong tay Diệp Vô Phong một lần rồi, cũng không muốn lại thua nữa, cho nên hắn ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với nhiệm vụ giết Lâm Thư Âm, hắn ta không muốn làm một chút nào. Hắn ta thậm chí còn không biết rằng Lâm Thư Âm vẫn là vợ của tư lệnh Long Môn. Nếu biết, dù có cho hắn một tỷ, hắn cũng không đến. Tính mạng quan trọng hơn mà. Cho dù có thể giết được Lâm Thư Âm, nhưng sau đó sẽ bị tư lệnh của Long Môn đuổi giết, vậy thì chuyện bị giết cũng đã được định sẵn rồi từ khi diệp vô phong làm chỉ huy long môn đến nay nhiệm vụ anh làm đều thành công mỹ mãn người bị đuổi giết đều đã tiêu diệt hết đây là thế mạnh của diệp vô phong hắn ta không dám chống lại diệp vô phong hắn ta xoay người vào trong một con hẻm nhỏ sau đó thay đổi dung mạo khi bước ra hắn ta đã là một người phụ nữ chậm rãi đi về phía trước diệp vô phong đi vào hẻm lạnh lùng nhìn quần áo trong hẻm nhìn về hướng rách rời đi. Anh nhanh chóng đến phòng cho thuê của Vương Đồng Phi, nơi này đã bị hoa vũ điều tra. Vừa mở cửa đã thấy trong nhà bốc lên mùi chua, hình như là mấy đôi tất hôi hám lâu ngày chưa giặt. Diệp vô phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó đi vào phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng ngủ này có rất nhiều hợp đồng và tài liệu. Diệp vô phong vội vàng nhìn sơ qua, liền biết đội xây dựng thịnh hưng này quả nhiên là đội xây dựng dưới chướng nhà họ Nguyên, nhưng lại ẩn sâu hơn. Chỉ là Diệp Vô Phong không phải muốn tìm những thứ này, anh đang tìm tài liệu có thể xác định ai là người đã chỉ thị chúng. Mặc dù biết rằng rất có thể nó đã bị lấy mất, nhưng dù sao cũng phải tìm, ngộ nhỡ tìm thấy nó thì sao. Cả phòng ngủ không lớn, có chút lộn xộn, nhưng dễ dàng tìm đồ hơn, đáng tiếc Diệp Vô Phong không tìm được thứ mình muốn. Anh chỉ có thể cầm những bản hợp đồng này và so sánh chúng một cách cẩn thận. Xem xong 10 phút, cuối cùng anh cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, bởi vì những công ty ký hợp đồng đều là cùng một công ty. Diệp Vô Phong lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tình hình của công ty này, ngay sau đó nhìn thấy tên người đại diện theo pháp luật của công ty. Nguyên Đông Thành. Diệp Vô Phong biết rằng điều này là do dữ liệu trên mạng chưa được thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ ai là người đã khiến đội xây dựng này làm những việc này. Nguyên Húc, tôi biết là ông, xem ra cũng là ông cho người chôn những quả bom kia, nhưng hiện tại không biết ông ở đâu. Diệp Vô Phong chế nhạo. Anh biết nếu tìm được Nguyên Húc, anh sẽ lập tức giết chết Nguyên Húc, dù sao anh cũng đã giết Nguyên Đông thành rồi. Giết thêm một Nguyên Húc nữa cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc hiện tại anh không biết Nguyên Húc đang ở đâu, anh chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên Húc, nhưng sau khi chuyện này được xác nhận, anh hoàn toàn có thể đến nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là phủ định biện pháp này, anh biết cho dù hiện tại đi tới nhà họ Nguyên Nguyên Trần nhất định sẽ không giao Nguyên Húc ra. Vì vậy, có đi thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Diệp Vô Phong không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ nhà họ Nguyên đã án binh bất động, chỉ muốn dở trò thôi, bởi vì đà phát triển của công ty Hoa Cường không mạnh, chỉ có thể khiến nhà họ Nguyên có cơ hội thở gấp một chút thôi. Chương 649, quanh co. Vậy là nhà họ Nguyên vẫn chưa thực sự động thủ, dù có động thủ thì cũng chỉ là gây ra một chút rắc rối mà thôi. Nhà họ Nguyên cũng muốn ép buộc công ty Hoa Cường thông qua các biện pháp thương mại. Về phần bọn sát thủ nước ngoài lại tiến vào Hoa Hạ, ngay cả Du Kinh Hồng cũng có chút kinh ngạc, dù sao bọn sát thủ quốc tế đều biết Hoa Hạ rất nghiêm khắc đối với loại chuyện này, cũng không có cách nào để bọn họ dễ dàng thông qua hải quan. Một khi sát thủ vào hải quan, danh tính của hắn sẽ bị phơi bày trong mắt Cục Hồng Thuẫn trước tiên. Cục Hồng Thuẫn được thành lập nhằm mục đích bảo vệ Hoa Hạ khỏi bị xâm lược bởi các thế lực trong và ngoài nước. Sau khi rời khỏi công trường và đến nội thành, anh nhanh chóng tìm được dấu vết của Liễu Thuận, anh đi theo Liễu Thuận đến một quán bar, khi nhìn thấy Liễu Thuận và những người khác đang uống bia với nhau, anh mới bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Chờ khi Liễu Thuận uống hết ly bia và tách khỏi hội bạn, Diệp Vô Phong mới tìm đến một người bạn của Liễu Thuận. Văn Phong không ngờ mình ở trong quán bar còn bị chặn lại, hắn cười nhẹ, "Người anh em, có phải anh tìm nhầm người rồi không? Tôi không biết anh" Diệp Vô Phong thờ ơ nói, "Ở đây tôi có một vụ làm ăn muốn hợp tác với anh, nhưng không biết anh có dám nhận hay không." Văn Phong cau mày, "Thật xin lỗi, tôi không biết anh đang nói cái gì, cũng không biết anh muốn làm ăn gì." Diệp Vô Phong vẫn rất bình tĩnh, "500 vạn, việc làm ăn này rất đơn giản, chỉ cần thành công thì ít nhất anh cũng sẽ kiếm được 500 vạn." Văn Phong suy nghĩ một chút, nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhìn Diệp Vô Phong, "Tôi không biết anh đang nói chuyện làm ăn gì." Nhưng hiện tại anh cản đường của tôi, nếu như không tránh ra, tôi sẽ gọi an ninh của quán ba tới." Diệp Vô Phong đặt lên bàn một tấm thẻ, "Đây là 100 vạn tiền đặt cọc." Tầm mắt của Văn Phong rơi vào tấm thẻ ngân hàng, tuy rằng không biết trong thẻ ngân hàng có 100 vạn hay không, nhưng chỉ cần cầm trên tay thì biết thôi. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Diệp Vô Phong sẽ không lừa dối mình. Văn Phong nhìn Diệp Vô Phong, đầu tiên là khó khăn rời mắt khỏi thẻ ngân hàng, "Anh nói muốn làm ăn với tôi?" Nhưng tôi muốn biết anh làm ăn kiểu gì. Diệp Vô Phong cười cười, vừa rồi tôi thấy anh rất thân với thế hệ giàu có thứ hai của công ty Phúc Dương, chắc là anh ta sẽ tin anh đúng không? Vẻ mặt Văn Phong thay đổi, anh ta không ngờ Diệp Vô Phong thật sự muốn động đến công ty Phúc Dương, tuy rằng ở Liêu Tây hắn làm ăn phát đạt, mở quán ba có thu nhập khá, nhưng nếu gây trở ngại cho công ty Phúc Dương, vậy thì anh ta không có cách nào lăn lộn ở Liêu Tây nữa cho nên hắn hoàn toàn không dám nhận chuyện làm ăn của diệp vô phong diệp vô phong cười nói đừng lo lắng tôi nhất định sẽ không hại anh tôi chỉ muốn anh giúp tôi lấy hàng từ công ty phúc dương thôi văn phong cau mày nếu chỉ muốn lấy hàng thì anh có thể tự mình nói chuyện với liễu trạch là được rồi tại sao cần phải thông qua tôi diệp vô phong bất đắc dĩ nói tôi từng đắc tội liễu trạch nếu tôi nói chuyện với ông ta thì nhất định sẽ thất bại dù sao công ty phúc dương cũng không thiếu khách hàng như chúng tôi nhưng chúng tôi lại rất thiếu nguồn hàng của công ty Phúc Dương. Văn phòng nghe vậy cũng hơi tin tưởng, quan trọng nhất chính là khóe mắt của anh ta không hề rời khỏi thẻ ngân hàng trên bàn. Thẻ ngân hàng này có 100 vạn trong đó. Và anh ta biết rằng vẫn còn 400 vạn, nếu mọi chuyện thực sự xong xuôi, thì tất nhiên anh ta có thể nhận đủ số tiền. 500 vạn đã là thu nhập của anh ta trong 2 năm sau khi điều hành quán ba này ổn định, có thể là hơn 2 năm nữa, Công việc làm ăn của anh ta ở quán này lúc nào cũng lên xuống, đều là nhờ một số bạn bè hỗ trợ. Cho nên hắn đang suy nghĩ vấn đề này, Diệp Vô Phong chỉ ở bên cạnh chờ đợi, dù sao anh cũng không vội, anh biết tình huống bây giờ là như thế nào. Văn Phong đồng ý chỉ là vấn đề thời gian, không cần lo lắng chút nào. Chỉ cần có sự giúp đỡ của Văn Phong, hợp đồng với công ty Phúc Dương sẽ có thể giành được. Vừa rồi tôi có nghe được một chút cuộc nói chuyện của anh và Liễu Thuật. Tôi biết gần đây anh ta đang muốn chứng tỏ bản thân trước mặt bố mình, hiện tại chính là một cơ hội. Anh nên biết rằng đây là đôi bên cùng có lợi, tôi có thể có được vật liệu xây dựng mà tôi muốn, Liễu Thuận có thể thể hiện sức mạnh của mình trước mặt bố mình. Anh đã đồng thời giúp cả hai chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ rất biết ơn anh. Diệp Vô Phong nhìn Văn Phong, sau khi Văn Phong nghe xong, hắn cảm thấy những gì Diệp Vô Phong nói là có lý, nhưng hắn lại nghĩ mình nên thận trọng hơn. Diệp vô phong một tay chống lên bàn, vừa che thẻ ngân hàng, vừa nhìn quầy ba cười nói, quán ba này hẳn là của anh nhỉ. Vừa rồi tôi tính toán sơ qua, loại quán ba nhỏ này thì một năm có khi còn chưa kiếm được 200 vạn nhỉ. Văn phòng không hề phủ nhận, dù sao hắn cũng biết thân phận quán ba của mình. Thậm chí có thể còn tệ hơn. Diệp vô phong cười nói, và bây giờ anh có thể kiếm được 500 vạn mà không vi phạm nguyên tắc của chính mình và không phản bội liễu thuật, thậm chí anh còn giúp đỡ bạn bè của mình hà cớ gì mà không làm loại chuyện này chứ? Văn Phong nghe vậy, có chút động tâm, Diệp vô phong cất thẻ ngân hàng đi, thật ra, tôi không vội. Nếu anh còn chưa quyết định được thì tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Văn Phong lúc này vẫn chưa hạ quyết tâm, nhưng khi Diệp vô phong quay người lại, anh ta nhanh chóng nói, tôi có thể giúp anh, nhưng trước tiên anh phải đặt cọc 200 vạn cho tôi. Diệp vô phong quay đầu nhìn Văn Phong, thành giao. Chuyển tiền xong, Diệp vô phong cười nhẹ, tôi sẽ chờ tin vui của anh. Văn Phong lúc này mới có chút tò mò, anh đưa tiền cho tôi dễ dàng như vậy, không sợ tôi trực tiếp rời khỏi nơi này, hay là để cho bảo vệ ném anh ra ngoài rồi quyệt nợ à. Diệp vô phong cười ha hả liếc văn phong, anh có thể thử, nhưng hậu quả thế nào thì tự anh chịu trách nhiệm đấy. Nói xong lời này, văn phong chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người, luôn cảm thấy cái liếc mắt vừa rồi của Diệp vô phong rất chấn động, dường như có sát ý hắn cảm thấy hơi ớn lạnh sau gáy hắn rụt cổ lại nhanh chóng lấy điện thoại ra lúc này diệp vô phong mới nói hiện tại tôi muốn anh đứng tên mua những vật liệu xây dựng này văn phong nhanh chóng nói làm sao có thể chứ liễu thuận biết tôi không cần những thứ này nếu mua về không phải sẽ càng khiến cậu ta nghi ngờ sao diệp vô phong cười nói không thành vấn đề chỉ cần nói anh là người trung gian lúc đó tôi sẽ cho anh một tên công ty sau đó anh nhân danh công ty này ký hợp đồng với công ty Phúc Dương là được. Văn Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Hắn gọi cho Liễu Thuận, nhanh chóng kết nối. Alo, lúc nãy tôi trả tiền đồ uống rồi mà, tên nhóc cậu đừng nói tôi chưa trả đấy nhé. Liễu Thuận nói nhanh, chương 650, người trung gian dễ làm việc. Văn Phong tức giận nói, tôi không nói chuyện này, cậu về trước đi, tôi có một chuyện làm ăn lớn muốn nói với cậu việc làm ăn lớn ư, quán ba của cậu nhỏ như thế mà, Liễu Thuận khinh thường nói. Văn Phong nhìn về phía Diệp Vô Phong, chỉ thấy trên bàn có chữ, một tỷ, viết bằng rượu, Văn Phong kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, tuy rằng hắn không tin Diệp Vô Phong, nhưng vẫn kiên trì nói, dự án này cả tỷ luôn đấy, nếu cậu không đến cũng không sao, tôi sẽ tìm một công ty xây dựng khác. Sau khi nghe xong, Liễu Thuận cảm thấy có cái gì đó kỳ quái, nhưng cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào, chỉ có thể nói, được rồi, cậu vẫn ở quán ba sao. Bây giờ tôi sẽ đến tìm cậu. Diệp vô phong nhìn văn phong cúp điện thoại, sau đó cười nói, tôi đã gửi văn kiện của công ty cho anh rồi, anh cứ xem qua đi, nếu muốn hợp đồng, tôi sẽ trực tiếp gửi fax cho anh. Văn Phong kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, ý của anh là tối hôm này hợp đồng sẽ được ký kết ư. Diệp Vô Phong gật đầu, nếu có thể ký vào tối hôm nay là tốt nhất, nhưng nếu không ký được thì cứ đợi đến ngày mai, dù sao tôi cũng không vội. Văn Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết nếu tối nay ký hợp đồng luôn thì có cảm giác âm mưu quá lớn. Phải có những động cơ thầm kín khi muốn ký vội vàng như vậy. Diệp Vô Phong nhìn thời gian, liễu thuận sắp tới rồi, tôi tránh trước đây. Văn Phong gật đầu, đến lúc đó có thể thành công hay không, 500 vạn sẽ là của tôi, nhớ kỹ đấy. Nếu không thành công, tôi sẽ cho anh 100 vạn, nhưng tôi sẽ không đưa 400 vạn còn lại. Chuyện này anh cũng hiểu rõ mà." Diệp Vô Phong cười nói. Văn Phong chỉ có thể im lặng, dù sao hắn cũng biết nếu chuyện này không thành, Diệp Vô Phong vẫn có thể đưa ra 400 vạn nữa thì đúng là bị bệnh tâm thần. Việc kinh doanh không thể thực hiện được, và tất nhiên người trung gian như anh ta không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vừa rồi anh ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi." Diệp Vô Phong lên lầu, còn Liễu Thuận thì từ bên ngoài đi vào vừa đi vào liền ngồi xuống bên cạnh văn phong văn phong tôi thấy cậu đang thiếu đánh đúng không vừa rồi tôi còn ở đây thì cậu không nói gì tôi vừa về đến nhà thì cậu nói có mối làm ăn lớn văn phong bất đắc dĩ cái này tôi mới có được thôi tôi coi như là người trung gian nhưng số tiền trên hợp đồng dự án là một tỷ tệ cậu có muốn ăn không liễu thuận sau khi nghe xong liền bỏ đi bộ dạng uy nghiêm kinh ngạc nhìn văn phong văn phong Tôi không nhìn ra tên nhóc như cậu còn có thể gặp được một người bạn như vậy đấy. Nhưng là công ty gì? Sao tôi không biết? Tất nhiên Liễu Thuận sẽ rất thận trọng trong kinh doanh, cho dù là trước mặt bạn bè, anh ta cũng sẽ không mất cảnh giác. Văn phòng cũng biết chuyện này, nên đã nói ra tất cả thông tin về công ty mà Diệp Vô Phong đưa cho mình, còn Liễu Thuận thì hít một hơi, tại sao tôi không biết có một công ty tên là Sùng Sinh ở Liêu Tây nhỉ? Văn phòng tò mò hỏi, làm sao có thể chứ? đây không phải là công ty sùng sinh đăng ký ở Liêu Tây sao? Và thời gian đăng ký là hai năm trước. Liễu Thuận khinh thường nói, chắc là công ty nhỏ nào đó, cho nên có khi hợp đồng một tỷ này là giả đấy. Văn Phong kinh ngạc nhìn Liễu Thuận, cậu chắc chắn như vậy sao? Liễu Thuận gật đầu, một công ty nhỏ như vậy làm sao có thể cùng lúc xuất quỹ một tỷ nhân dân tệ? Chắc là mấy tên lừa bịp thôi, tôi đã thấy loại chuyện này rất nhiều ở công ty Phúc Dương rồi. Văn Phong chỉ có thể bất lực nói, "Quên đi, tôi còn tưởng rằng có thể giúp cậu, dù sao không phải gần đây cậu đang tìm cơ hội thể hiện bản thân sao? Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội như thế, vậy mà lại là giả." Liễu Thuận nghe lời này xong thì cau mày, cuối cùng hỏi, "Cậu biết công ty này sao?" Văn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi biết ông chủ của công ty họ. Ông chủ rất hào phóng, trước đó khi tôi giúp anh ta làm trung gian, phí dịch vụ đã lên tới trên 100 vạn." liễu thuận càng thêm khó hiểu hào phóng như vậy à văn phong gật đầu đúng vậy chỉ là lúc đó bọn họ không cần vật liệu xây dựng hiện tại lại cần vật liệu xây dựng chính vì vậy tôi mới nghĩ tới cậu liễu thuận vẫn đang suy nghĩ văn phong đẩy vai liễu thuận không phải cậu là tổng giám đốc công ty phúc dương sao nếu đàm phán được đơn hàng tiền tỷ này không phải chứng tỏ cậu rất có năng lực sao liễu thuận rất vui khi nghe điều này Tất nhiên anh ta vì loại chuyện này nên mới làm việc chăm chỉ như thế. Thậm chí đến một thị trấn nhỏ như vậy để chạy việc vặt cho Nguyên Phong, cũng là để có thể có mối quan hệ thân thiết hơn với nhà họ Nguyên và nhận được nhiều tài nguyên hơn từ nhà họ Nguyên. Tiếc là bây giờ nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường đang giao tranh kịch liệt đến mức không thể quan tâm được lục đục nội bộ, kẻ nào dám làm loạn bây giờ thì nhà họ Nguyên sẽ gây khó dễ. Anh ta biết điều này, cho nên anh ta còn đang do dự, văn phòng cũng không vội. Hắn biết nếu như vội vàng, Liễu Thuận sẽ phát giác ra thủ đoạn âm mưu gì đó. Hắn cho rằng chỉ cần Diệp Vô Phong che giấu chuyện quá khứ, công ty này là thật, quan trọng nhất là có thể lấy đủ tiền, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Về phần Diệp Vô Phong có hay không cũng như nhau. Diệp Vô Phong ngồi trên sofa lầu hay uống rượu, trên mặt nở nụ cười nhẹ, anh biết chuyện này là một màn kịch. Liễu Thuận lúc này đã do dự rồi, nhưng Diệp Vô Phong vẫn rất tin tưởng vào dự án một tỷ này ít nhất anh biết liễu thuận hiện tại rất cần một đơn hàng lớn như vậy nếu không anh ta sẽ không đến đây tìm văn phong để uống rượu nói nên nỗi niềm quả nhiên không bao lâu sau liễu thuận nghiến răng nghiến lợi nói được rồi tôi tin cậu nhưng để an toàn tôi cần hắn đích thân ký hợp đồng với tôi đồng thời trả một khoản tiền đặt cọc văn phong gật đầu đương nhiên chuyện này không thành vấn đề bất cứ lúc nào tôi cũng có thể liên hệ với anh ta sau đó các người có thể bàn bạc bà cụ thể liễu thuận cười nói văn phong cậu kiếm được bao nhiêu từ đơn hàng này có nên chia cho tôi một phần không văn phong nhìn liễu thuận cười khổ cậu có thể ở đây uống rượu thoải mái nghe vậy liễu thuận bật cười tôi chỉ là nói lung tung thôi cậu cho rằng tôi quan tâm đến phí trung gian của cậu sao để tôi nói cho cậu biết nếu như dự án tiền tỷ này thật sự thông qua thì phí trung gian của cậu chỉ là tiền tiêu vặt đối với tôi thôi văn phong mỉm cười gật đầu Đương nhiên không muốn cùng Liễu Thuận thảo luận nhiều về phí trung gian. Liễu Thuận vui vẻ nói, vậy ngày mai cậu mời anh ta đến phòng làm việc của tôi, trong văn phòng nói chuyện sẽ tốt hơn. Văn phòng đương nhiên cũng rất vui vẻ, được, tôi sẽ thông báo cho anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 651, hợp đồng 1 tỷ. Sau khi Liễu Thuận rời đi, Diệp Vô Phong từ lầu 2 đi xuống, Văn Phong nhìn Diệp Vô Phong, anh biết chưa? Ngày mai cần tìm người tới nói chuyện. Diệp Vô Phong gật đầu, yên tâm đi, nói chuyện cũng không có vấn đề gì, ông chủ của công ty Sùng Sinh là người của tôi. Văn Phong gật gật đầu, như vậy là tốt nhất, nếu đã thế, anh có thể thanh toán khoản còn lại cho tôi được không? Diệp Vô Phong hờ hững lắc đầu, bây giờ vẫn chưa được, sau khi ký hợp đồng, tôi mới có thể chuyển 400 vạn cho anh, nhưng anh yên tâm, chỉ cần mọi chuyện thành công, tôi sẽ không bớt của anh đồng nào đâu. Văn phòng chỉ có thể gật gật đầu. Ngày hôm sau, Diệp Vô Phong đưa Hoa Vũ đến cửa công ty Phúc Dương. Bây giờ chủ tịch của công ty Sùng Sinh là Hoa Vũ, đây là điều mà Hoa Vũ đã làm khi đến Liêu Tây, dù sao cũng cần phải có một công ty bề ngoài để làm một số việc không tốt, để công ty Hoa Cường tiến vào Liêu Tây thuận lợi hơn. Và bây giờ công ty Hoa Cường đã thuận lợi tiến vào, Hoa Vũ đã không quan tâm đến công ty Sùng Sinh này nữa, không ngờ lúc này Diệp Vô Phong lại lấy nó ra sử dụng lại. Diệp vô phong mỉm cười nhìn Hoa Vũ, bây giờ trên người cậu có trách nhiệm nặng nề. Cậu phải vào nói chuyện với Tổng Giám đốc Công ty Phúc Dương, sau đó ký hợp đồng, tuyệt đối không được để lộ thân phận của Công ty Hoa Cường chúng ta. Hoa Vũ gật đầu, Chủ tịch Diệp yên tâm, mấy loại chuyện này tôi có thể làm được. Diệp vô phong vỗ vai Hoa Vũ rồi tìm một chỗ ngồi uống cà phê, trong khi Hoa Vũ vừa bước vào phòng làm việc của Liễu Thuận. Hoa Vũ đề cập đến văn phong, ngay lập tức liễu thuận biết danh tính của hoa vũ anh ta cười nói tôi thực sự may mắn khi gặp được anh tôi luôn nghe văn phong nói về anh lần này tôi cuối cùng đã gặp được người thật rồi hoa vũ chỉ cười nhẹ xếp liếu mục đích tôi đến thăm lần này rất đơn giản hơn nữa tôi là người nói nhanh làm liền không thích vòng vo chỉ cần giá cả phù hợp là được tôi sẽ giao dự án một tỷ này cho anh tôi tin cách nhìn người của văn phong hai mắt liễu thuận sáng lên khi nghe điều này xem ra rất có triển vọng. Nhưng anh ta nhanh chóng nói, là như vậy, xếp hoa, chủ trương của công ty chúng tôi là đặt cọc trước, tiền đặt cọc này là 10% hợp đồng. Không biết bên anh có vấn đề gì không? Hoa vũ cười nhạt, yên tâm đi, các người cứ lập hợp đồng rồi đưa tôi xem, các người có yêu cầu gì thì cứ viết trên đó. Liễu Thuận sau khi nghe điều này càng vui hơn, nhanh chóng yêu cầu thư ký in hợp đồng ra. Hoa Vũ ngồi trên ghế đầu và nói chuyện phiếm với Liễu Thuận, anh ta cũng có thể dễ dàng đối phó với một số lời nói xáo rỗng của Liễu Thuận. Hợp đồng nhanh chóng được lập ra, Liễu Thuận thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Hoa Vũ xem, Hoa Vũ đọc hợp đồng rất nhanh, sau khi đọc xong hợp đồng, anh ta mỉm cười, hợp đồng này không có vấn đề gì, trả 10% tiền đặt cọc hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng giá thấp hơn một chút được không? Hoa Vũ cảm thấy nếu đồng ý với điều kiện của Phúc Dương quá xuân sẻ, Liễu Thuận sẽ nghi ngờ, vì vậy anh ta đã đề xuất những gì anh ta nên muốn một cách phù hợp. Liễu Thuận cười nói, xếp hoa, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi cung cấp cho anh những vật liệu xây dựng chất lượng tốt nhất, vì vậy chúng đắt tiền là chuyện bình thường mà. Hoa vỗ cao mày, Liễu Thuận vội vàng nói, nhưng mà nếu xếp hoa đã có thành ý, tôi có thể hạ giá 3%, không biết anh có hài lòng với điều này không? Hoa vỗ trực tiếp rũi ra năm ngón tay. Liễu Thuận hơi khó xử, dù sao anh ta cũng biết mặc dù có thể giảm giá 5%, nhưng nếu vậy thì chỉ kiếm được như bình thường thôi. Anh ta nghĩ rằng Hoa Vũ dễ nói chuyện nên có thể tăng giá một chút. Nhưng không ngờ người này vẫn coi trọng giá cả. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Hoa Vũ, anh biết đây là chuyện phải đồng ý, vì vậy anh ta chỉ có thể thở dài, xếp Hoa lần đầu tiên hợp tác với công ty Phúc Dương của chúng tôi, tôi sẽ coi đây như một món quà gặp mặt. Trong tương lai, mọi người có thể hợp tác lâu dài anh ta đưa tay ra, Hoa Vũ liền đứng dậy bắt tay với anh ta. Điều này cho thấy cuộc đàm phán lần này đã thành công và hợp đồng dự án cuối cùng đã giành được. Hoa Vũ nhìn Liễu Thuận, nhưng trước tiên là phải bảo đảm chất lượng. Liễu Thuận gật đầu thật mạnh, chuyện này thì anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo chất lượng. Bây giờ 100 triệu nhân dân tệ đã được vào tài khoản của công ty, cho dù công ty sùng sinh không muốn đợt hàng này thì bọn họ sẽ vẫn không lỗ. Liễu Thuận cầm hợp đồng trong tay, bước đến văn phòng của ông chủ. Sau khi mở cửa, Liễu Thuận nhìn chằm chằm Liễu Trạch Bố, con vừa có một hợp đồng lớn. Liễu Trạch thờ ơ hỏi, hợp đồng lớn gì vậy? Nếu không có việc gì thì về nhà trước đi, mẹ con bảo con đi mua sắm với bà ấy. Liễu Trạch cảm thấy khả năng của con trai mình cũng chỉ có thế, có thể thương lượng một hợp đồng lớn thì ước chừng cũng chỉ có mấy trăm vạn hợp đồng mấy trăm vạn thì cũng chỉ là tấm khăn trải bàn đối với công ty phúc dương mà thôi trừ phi đó là một hợp đồng lâu dài liễu thuận đặt bản hợp đồng xuống bàn con không muốn đi cùng mẹ đi mua sắm thì con sẽ trở thành bạn của phụ nữ mất liễu trạch liếc mắt một cái nhanh chóng nhìn thấy bản hợp đồng trợn mắt ngoác mồm một tỷ liễu thuận tự hào nói thấy chưa con trai của bố cũng có năng lực mà con đã giành được hợp đồng trị giá một tỷ ngay lập tức điều này cho thấy kỹ năng đàm phán của con vẫn rất tốt liễu trạch ngẩng đầu nhìn liễu thuận con đã ký hợp đồng với ai công ty sùng sinh nhìn này không phải nó đã được viết trên đó rồi sao liễu thuận chỉ vào tên của công ty sùng sinh liễu trạch lấy điện thoại di động ra gọi cho những người dưới quyền đi kiểm tra xem tình hình của công ty sùng sinh hiểu rồi tôi đi ngay liễu trạch xoa chán ông ta nhìn liễu thuận con thật sự không cẩn thận chút nào còn có biết thông tin về công ty sùng sinh này không? Liễu Thuận thản nhiên nói, đương nhiên con biết, bọn họ là công ty nhỏ đăng ký 2 năm trước, nhưng không thành vấn đề, dù sao bọn họ cũng có thể mua hàng của chúng ta được, hơn nữa con đã nhận cọc 100 triệu rồi. Liễu Trạch nghe vậy càng lo lắng hơn. Chuyện khác thường, nhất định có bấy, loại chuyện này hiển nhiên khác với bình thường nên nhất định phải đề phòng. Liễu Thuận vẫn rất đắc ý, dù sao tiền đặt cọc cũng đã được thanh toán xong, nếu bọn họ không làm theo hợp đồng thì chúng ta sẽ lấy tiền cọc. Nếu bọn họ trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng thì càng tốt. Chúng ta có thể có một đơn hàng lớn như vậy, trong tháng này có thể không cần làm việc luôn. Liễu Thuận nói xong liền cười cười lấy trái cây trên bàn ra ăn, hiện tại anh ta cũng không vội. Chương 652: Thiếu niên có dũng khí. Chỉ là lúc này, Liễu Trạch mới chỉ vào anh ta, nói: "Mày đúng là gây phiền phức cho tao rồi." còn dám ký hợp đồng khi không biết công ty bên kia là như thế nào sợ gì chứ dù sao họ bằng lòng trả tiền cho chúng ta là được chúng ta không sợ gì cả liễu thuận rất vui vẻ nói liễu trạch hít sâu một hơi nếu đổi lại là lúc bình thường thì đương nhiên là có thể nhưng hiện tại là lúc nào hả bây giờ là thời kỳ rất nhạy cảm ai biết được công ty sùng sinh có bị công ty hoa cường mua lại hay không nếu không thì con tự suy nghĩ đi một công ty nhỏ thì sao lại có nhiều tiền như vậy liễu thuận suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý bố con đồng ý với điểm này nhưng có ý gì chứ dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi chẳng lẽ bố muốn vi phạm hợp đồng sao liễu trạch tức giận quát mày thì biết cái gì hả lần trước công ty hoa cường tới nói muốn hợp tác với tao nhưng nhà họ nguyên lại dễ trêu chọc như vậy sao bây giờ nhà họ nguyên đã nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi liễu thuận diếu cợt nói bố con không quen nhìn bộ dạng này của bố đâu tuy nhà họ nguyên ở liêu tây rất mạnh nhưng thật sự không thể một tay lo liệu hết mọi chuyện đúng không chẳng lẽ họ có thể can thiệp đến quyết định bên trong công ty chúng ta sao liễu trạch bất lực nói đúng vậy nhà họ nguyên thực sự có thể can thiệp vào việc ra quyết định nội bộ của công ty chúng ta liễu thuận thu lại nụ cười nếu là như vậy con thả hợp tác với công ty hoa cường để công ty hoa cường giết chết nhà họ nguyên nhanh nhất tại gạch dưới trùm chuyện việt nam gạch dưới liễu trạch nhanh chóng gọi cầm miệng đi mày có biết mày đang nói gì không làm sao có thể nói ra lời như vậy mày muốn chết đúng không nhất thời bầu không khí trong phòng làm việc có chút cứng ngắc liễu thuận rất bất mãn nói con thấy mọi người đều sợ nhà họ nguyên nhưng con không hiểu rốt cuộc mọi người sợ bọn họ cái gì liễu trạch không thể nói cho liễu thuận biết họ sợ điều gì chỉ có họ mới biết nhà họ nguyên ở liêu tây hùng mạnh như thế nào Muốn ở Liêu Tây chỉ có cách duy nhất là được sự đồng ý của nhà họ Nguyên, chỉ cần được sự đồng ý của nhà họ Nguyên thì có thể sống sót ở Liêu Tây. Ở Liêu Tây, một công ty có thể tồn tại được hay không thì không phải phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của nó. Điều đầu tiên cần biết là công ty đó có liên quan đến nhà họ Nguyên hay không, nếu không liên quan thì ngại quá, bạn sẽ không thể hoạt động được ở Liêu Tây. Chính bởi vì tình huống này, cho nên nếu Trạch biết tuyệt đối không thể trêu chọc nhà họ Nguyên đặc biệt là một khoảng thời gian trước nguyên phong còn đến tìm ông ta điều anh ta nói cũng rất rõ ràng đó là không muốn họ bí mật giao dịch với công ty hoa cường và bây giờ liễu trạch đã và đang làm theo ý tưởng này tuyệt đối không bao giờ can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa nhà họ nguyên và công ty hoa cường nhưng hiện tại liễu thuận lại cầm về một đơn hàng không rõ ràng như thế rất có thể là công ty hoa cường đã ra tay với bọn họ ông ta không muốn dính líu đến chuyện này nên nhất định không có ý định hợp tác với công ty hoa cường tất cả là do con trai ông ta quá bất cẩn liễu thuận không quan tâm nữa nhún vai nói thật ra con cũng không quan tâm dù sao nếu hợp đồng này thuộc về công ty hoa cường con sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng mày điên rồi sao tao đã nói mày không được chọc tức nhà họ nguyên tại sao mày vẫn muốn làm chuyện như vậy hả liễu trạch tức giận nói liễu thuận lãnh đạm cười nói bố thì biết cái gì cho dù là nhà họ Nguyên hay công ty Hoa Cường cũng được, chỉ cần có thể làm cho công ty Phúc Dương trở nên mạnh hơn là được rồi. Liễu Trạch nhất thời không thể nhìn thấu con trai mình, nhưng Liễu Thuận đã bật cười, "Bố nghĩ con không biết sao?" Nói cho cùng thì nhà họ Nguyên coi chúng ta như thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là con chó trông cửa thôi, tối qua bố có biết Nguyên Phong sai khiến con như thế nào không? Liễu Trạch biết Liễu Thuận đã đến thị trấn đó vào đêm qua và liên hệ với Nguyên Phong, nhưng ông ta không biết chi tiết liễu thuận cười nhạo nói hắn chỉ coi con như một con chó nếu hắn yêu cầu con cắn người con nhất định phải đi cho dù con có thể nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng không quan tâm sắc mặt liễu trạch tối sầm liễu thuận cười ha hả nhà họ nguyên cho má gì chứ con lại hy vọng công ty hoa cường có thể tiêu diệt nhà họ nguyên trong trường hợp này ít nhất ở liêu tây có thể cạnh tranh công bằng và công ty phúc dương sẽ không bao giờ thua các công ty khác hai cha con lúc này mới im lặng trong phòng làm việc, bỗng nhiên thuộc hạ của Liễu Trạch cũng gọi điện thoại tới. Xếp Liễu, chúng tôi đã tra ra được công ty sùng sinh thực chất là một công ty vỏ bọc của công ty Hoa Cường. Trước đây nó chỉ được sử dụng để hỗ trợ việc nộp một số tài liệu ở Liêu Tây. Sau đó, công ty Hoa Cường tiến vào Liêu Tây thì công ty kia cũng bị xếp xó, mãi đến hôm qua mới lấy ra lần nữa. Liễu Trạch thở dài một hơi, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nhìn Liễu Thuận, bố biết bố không thể kiểm soát được con, bố cũng biết con có chủ kiến của riêng mình, nhưng bố chỉ có một yêu cầu, con cần phải cẩn thận trong mọi việc mình làm, đặc biệt là không thể để nhà họ Nguyên biết. Một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Liễu Thuận, anh ta chỉ chờ câu nói này, công ty Phúc Dương luôn nằm trong tay Liễu Trạch, bây giờ điều này có nghĩa là công ty Phúc Dương sẽ được giao cho anh ta trong tương lai. Tất nhiên là anh ta rất vui. Đó là điều đáng vui mừng ngay khi cả hai đang nói cười vui vẻ thì cửa văn phòng bị mở ra diệp vô phong từ bên ngoài bước vào với một bản hợp đồng trên tay vẻ mặt của liễu trạch trầm xuống còn liễu thuận thì kinh ngạc nhìn diệp vô phong diệp vô phong nói với hai người chúng ta lại gặp nhau rồi liễu thuận kinh ngạc nói sao lại là anh tất nhiên là tôi tối qua tôi còn thắng anh một trận thật sự ngại quá nếu tôi biết chúng ta là đối tác tôi nên để anh đi diệp vô phong cười nói Liễu Thuận chua xót nói, không thành vấn đề, xem ra tôi vẫn đi theo cách của anh. Diệp vô phong cười nói, như vậy không phải rất tốt sao? Liễu Trạch đứng dậy chỉ vào Diệp vô phong, buồn bực nói, cậu rõ ràng biết công ty Phúc Dương của chúng tôi không muốn xen vào cuộc tranh giành giữa công ty Hoa Cường và nhà họ Nguyên, tại sao cậu lại không muốn buông tha cho chúng tôi? Diệp vô phong kéo một cái ghế qua, anh ngồi trên ghế, cầm hợp đồng trong tay, chậm rãi nhìn nó. Thực ra, ông có thể nghĩ ra cách khác. Tôi đang cho các người một cơ hội phát triển, không phải sao. Hiện tại các người đang hợp tác với công ty Hoa Cường, nhìn xem các người kiếm được gì, hợp đồng một tỷ này đã chứng minh tất cả mọi thứ. Liễu Trạch tức giận nói, tôi biết đó là lợi nhuận, nhưng nhà họ Nguyên sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Nếu nhà họ Nguyên biết chúng tôi hợp tác với công ty Hoa Cường, họ sẽ giết chúng tôi, một nhà chúng đều sẽ mất mạng. Cậu đang hại chết cả nhà chúng tôi đấy, cậu biết không? Chương 653, cuối cùng cũng không kiên trì được. Diệp Vô Phong lắc đầu, ngại quá, tôi thật sự không biết chuyện này, nhưng chỉ cần các người giấu kỹ, chuyện này vẫn còn có thể xoay sở đường sống, hơn nữa tìm phú quý trong nguy hiểm, nếu các người sống sót trong khoảng thời gian này thì công ty Phúc Dương sẽ thực sự tăng vọt. Liễu Trạch thở dài một hơi, ông ta biết Diệp Vô Phong chỉ đang vẽ một chiếc bánh cho ông ta, nhưng thật ra bọn họ đang ở thời điểm rất nguy hiểm nếu ngay cả mạng sống cũng không còn thì có gì để nói nữa vì vậy bất kể thế nào liễu trạch cũng không muốn dính líu đến công ty hoa cường nhưng liễu thuận đã tiến tới và nghiêm túc hỏi anh có thực sự là ông chủ của hoa cường không diệp vô phong gật đầu không thể giả được liễu thuận cười to tôi thực sự thua anh rồi dù là đua xe hay kinh doanh tôi đều thua anh nhưng tôi vẫn rất vui khi được hợp tác với công ty hoa cường của anh diệp vô phong rất coi trọng liễu thuận anh ta biết nếu đến quá gần công ty Hoa Cường thì sẽ bị nhà họ Nguyên giết chết, nhưng Liễu Thuận lại dám hợp tác với anh. Những người như vậy thực sự rất can đảm và cũng rất thông minh. Liễu Thuận cười nói, tôi sẽ tiếp tục bí mật hợp tác với anh. Về phần hợp đồng đã ký, các người muốn mua bất kỳ vật liệu xây dựng nào, chúng tôi đều có thể cung cấp. Diệp Vô Phong cười nói, nếu đã như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể ký một cái hợp đồng khác. Hợp đồng một tỷ thực sự là không đủ, 10 tỷ thì sao? Nghe vậy, hai mắt Liễu Thuận sáng lên, tôi đã nói mà, anh muốn bao nhiêu cũng có, nhưng về mặt giá cả thì anh cũng biết đấy, lấy sinh mạng để kiếm tiền thì dù sao cũng sẽ đắt hơn một chút." Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, "Nếu như anh đã thành tâm như vậy, tôi sẽ cho anh 5%, thế nào?" Liễu Thuận cười ha hả, "Thành giao." Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi công ty Phúc Dương, anh nhìn bản hợp đồng được ký lại rồi mỉm cười, bây giờ bên công ty Phúc Dương đã giải quyết xong điều này giống như một con đê đột nhiên có vết nứt vậy. Vết nứt này sẽ tiếp tục mở rộng. Diệp Vô Phong biết, nếu công ty Phúc Dương đã nguyện ý làm người dẫn đầu, thì các công ty khác đương nhiên sẽ không gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận được hợp đồng, vật liệu xây dựng của họ cũng được giải quyết, và việc xây dựng mảnh đất đó có thể chính thức được khởi công. Sau khi giao hợp đồng cho Hoa Vũ, Diệp Vô Phong đến cổng xí nghiệp Chu Tinh. Anh không quên những gì A Mịch đã nói với anh, Chu Tinh này không chịu thừa nhận những gì đã làm trong quá khứ, vì vậy hiện tại ông ta vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút rồi quyết định đi lên xem trước. Nếu có thể dùng cách giao tiếp nhẹ nhàng để đạt được mục đích này, thì Diệp Vô Phong đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Khi đến văn phòng, một số nhân viên công tác hơi nghi hoặc nhìn anh, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Phong có thể vào cửa, họ cũng không ngăn cản Diệp Vô Phong chỉ là bọn họ không biết rằng vừa rồi diệp vô phong đã lén lấy trộm thẻ vào cửa của người khác diệp vô phong đi tới trước cửa văn phòng chủ tịch hít sâu một hơi trong đầu không ngừng nghĩ ra mấy bộ đối thoại sau đó tự tin đẩy cửa đi vào chu tinh đang ngồi trên ghế văn phòng nhìn thấy diệp vô phong liền kinh ngạc không biết diệp vô phong lên đây bằng cách nào tại sao bảo vệ không thông báo gì hết chu tinh bày ra vẻ mặt ảm đạm nhìn diệp vô phong diệp vô phong cậu đến tìm tôi làm gì Diệp Vô Phong mỉm cười, "Thật ra, tôi tìm đến ông là vì có một việc rất đơn giản muốn nhờ ông làm." "Có chuyện gì?" Diệp Vô Phong nhẹ nhàng nói, "Tôi muốn mời ông vào tù nói sự thật về vụ án 13 năm trước." Chu Tinh trợn to mắt khi nghe vậy, vội hỏi, "Diệp Vô Phong, cậu bị bệnh tâm thần sao? 13 năm trước là vụ án gì? Tìm nhầm người rồi đúng không?" Diệp Vô Phong nghe xong lời nói của Chu Tinh, mỉm cười gật đầu, "Thật ra, tôi đã sớm biết ông là người có phẩm hạnh như vậy." tôi đã dùng cách thương lượng rất nhẹ nhàng này kết quả vẫn không đạt được mục đích mà tôi muốn cho nên tôi phải đổi một cách khác thôi chu tinh vừa nghe diệp vô phong nói xong liền nhanh chóng lùi về sau đồng thời ấn nút cứu nạn chỉ trong vài giây hơn chục vệ sĩ từ bên ngoài xông vào chu tinh cũng biết cho dù có hơn chục vệ sĩ ở đây ông ta vẫn không có cảm giác an toàn thực lực của diệp vô phong thật sự quá mạnh ông ta không biết còn có ai ở liêu tây này có thể đối chiến với diệp vô phong hay không dù sao tống thanh vân của nhà họ nguyên cũng không phải là đối thủ của diệp vô phong mà tư đồ phong thì càng tệ hơn hắn đã sớm không có tung tích gì dường như sau khi bị đánh bại tâm trạng của hắn đã bị tổn hại tu vi của hắn lại xa suốt sắp xuất khỏi cảnh giới tông sư rồi tu vi giảm mạnh thế này đương nhiên buộc tư đồ phong phải rời khỏi liêu tây cậu muốn làm gì để tôi nói cho cậu biết tôi đã gọi cảnh sát rồi nếu cậu dám động thủ với tôi ở đây cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Chu Tinh kiềm chế nói. Diệp Vô Phong thở dài một hơi, ông thật sự không hiểu gì cả, ông không biết bây giờ cảnh sát rất ghét ông sao? Bởi vì xí nghiệp Chu Tinh của ông ngay từ đầu đã đối nghịch với cảnh sát. Nếu ông bị đánh, bọn họ sẽ vỗ tay vui mừng đấy. Chu Tinh rất hoảng sợ, ông ta cảm thấy không có cách nào thoát khỏi tay Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, "Xem ra tôi có thể đưa ông đi gặp con trai của ông." cho ông ở cùng phòng bệnh với anh ta, như vậy ông có thể chăm sóc con trai tốt hơn. Chu Tinh cảm thấy Diệp Vô Phong bây giờ giống như ma quỷ đến lấy mạng mình. Nhưng cho dù như vậy, Chu Tinh vẫn không có ý định kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, rất cứng đầu. Diệp Vô Phong nhất thời không biết làm sao, về phần vệ sĩ xung quanh, mặc dù muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Phong, bọn họ cũng không dám. Dù sao thì bọn họ đều biết thực lực của Diệp Vô Phong. Khi đó, Diệp Vô Phong đã một mình hạ gục hàng trăm người ngay trước khách sạn Snow Tao, chuyện đó cho đến bây giờ vẫn là chuyện cười cho công ty khác. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết Diệp Vô Phong mạnh như thế nào, chưa nói tới 100 người, thậm chí 200 cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, ông biết công ty Chính Hòa không? Chu Tinh nghiến răng, đương nhiên biết, vậy thì sao? Lời khai của hai người bọn họ không thể dùng làm chứng cứ muốn bắt tôi thì vẫn chưa đủ chứng cứ đâu. Diệp vô phong lắc đầu, tôi không phải nói cho ông biết bọn họ tố cáo ông, điều muốn nói chính là tôi đã khiến bọn họ trở nên như thế. Chu Tinh sững sờ trong chốc lát. Diệp vô phong tiếp tục, cho nên ông tự hiểu đi, nếu bây giờ ông không định thỏa hiệp, thì tôi sẽ đối phó với ông. Xí nghiệp Chu Tinh phá sản thì đừng trách tôi không cảnh cáo ông. chương 654, mời uống trà. Chu Tinh diếu cợt nói, xí nghiệp chu tinh của chúng tôi có liên quan đến nhà họ Nguyên. Cậu muốn xí nghiệp chu tinh đóng cửa sao? Vậy cậu cứ thử xem, trừ phi cậu có thể phá ngọn núi lớn nhà họ Nguyên này. Diệp vô phong thở dài một hơi, ban đầu không phải công ty chính hòa cũng hợp tác với nhà họ Nguyên đó sao? Nhưng cuối cùng nhà họ Nguyên chỉ đứng trơ mắt nhìn công ty chính hòa bị công ty hoa cường của chúng tôi mua lại thôi, thật sự là quá vô tình. Chu Tinh nghiến răng, đương nhiên sẽ không tin lời Diệp Vô Phong nói, Lúc này ông ta chỉ muốn Diệp Vô Phong rời khỏi nơi này, về phần vụ án 13 năm trước, ông ta tuyệt đối sẽ tiếp tục giấu giếm. Dù sao thì chỉ cần ông ta tiếp tục che giấu, thì ông ta sẽ không bao giờ bị bắt vì không có đầy đủ bằng chứng. Diệp Vô Phong nhìn bộ dạng con heo chết không sợ nước sôi của Chu Tinh, gật đầu nói, "Được rồi, ông đã tỏ thái độ như vậy thì đừng trách tôi." Diệp Vô Phong xoay người bước ra ngoài. Sau khi anh rời đi, Chu Tinh mới giải tán vệ sĩ và gọi điện cho nhà họ Nguyên, ông ta biết rằng trong tình huống này, ông ta chỉ có thể cầu cứu nhà họ Nguyên. Chỉ có nhà họ Nguyên mới có thể giúp ông ta, nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Nguyên, xí nghiệp Chu Tinh sẽ không thể chống lại công ty Hoa Cường. Sau khi Diệp Vô Phong đi ra khỏi xí nghiệp Chu Tinh, anh mỉm cười, xem ra vẫn phải dùng một số thủ đoạn thì bọn họ mới có thể ngoan ngoãn. Đương nhiên anh biết sau khi mình ra tay, Chu Tinh nhất định sẽ bảo nhà họ Nguyên phái người tới anh đi về hướng nhà họ Nguyên, nếu lúc này ngăn cản nhà họ Nguyên, rồi lại ra tay với Chu Tinh, Chu Tinh có cảm thấy nhà họ Nguyên chỉ hứa xuông với ông ta, chứ thực tế không hề phái người qua. Anh sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng vẫn có thể ngăn cản nhà họ Nguyên. Khi đang trên đường đến nhà họ Nguyên, Diệp vô phong buồn chán nhìn dòng xe qua lại. Anh đang đợi nhà họ Nguyên xuất hiện, bỗng ánh mắt anh sáng lên. Cuối cùng cũng đợi được, Diệp vô phong mỉm cười, Thông qua hệ thống mạng của Hồng Á Phương, anh nhớ được tất cả biển số xe của nhà họ Nguyên. Vì vậy, anh biết chiếc xe đó là xe của nhà họ Nguyên. Xem ra có 4 năm cao thủ ở đây, nhưng cũng tốt, nhà họ Nguyên chắc là khá yên tâm với những người này. Diệp Vô Phong cười nói, "Đương nhiên anh biết nhà họ Nguyên tuyệt đối không thể đoán được anh có thể biết biển số xe của tất cả các loại xe của nhà họ Nguyên, cũng tuyệt đối không thể biết được anh sẽ tới nơi như vậy để ngăn chặn" thấy có xe đang tiến đến gần mình, anh đứng giữa đường, cầm con dao găm trên tay. Khi tài xế trên xe nhìn thấy Diệp vô phong đứng ở giữa đường, lập tức kinh ngạc hắn làm gì vậy? Muốn chết à? Bốn cao thủ tông sư trong xe cao mày, nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng của Diệp vô phong, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó vội nói tông hắn. Có thể giết hắn là tốt nhất. Tài xế nghe vậy thì hết sức kinh hãi, nhưng anh ta cũng biết rằng mình phải làm theo lời của các cao thủ cảnh giới tông sư này. Anh ta đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Diệp vô phong mỉm cười, đúng rồi, thế này mới tốt chứ. Thấy tôi mà không tông thì đúng là quá nhát gan. Anh cầm con dao găm trên tay, khi xe còn cách anh khoảng 50 mét, anh ném con dao găm ra khỏi tay, con dao găm đâm xuyên qua cổ người lái xe một đoạn. Tài xế trợn tròn mắt, cầm chặt tay lái, nhưng tay lái đã bị trạch hướng, chiếc xe tông trực diện vào lan can và lật nhào bốn cao thủ cảnh giới tông sư chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng đối với họ chấn thương lật xe này không là gì đối với họ chỉ là một chút tổn hại nhỏ mà thôi không hề gây tử vong ngược lại người lái xe đã chết họ cần tìm một chiếc xe mới để đi đến xí nghiệp chu tinh lục bá chỉ vào diệp vô phong nói nhóc con mặc dù thực lực của mày rất mạnh nhưng cố tình ngăn cản bọn tao như thế này có ý nghĩa gì không Diệp Vô Phong cười nói, có nghĩa hay không thì chờ một lát mới biết được. Lục Bá khịt mũi, nếu như mày ngăn cản bọn tao, nhà họ Nguyên sẽ biết, họ sẽ phái người khác tới xí nghiệp Chu Tinh thôi. Diệp Vô Phong vẫn rất bình tĩnh, không đâu, hắn sẽ không biết tin tức ở đây, các người quên rồi sao? Tôi là người của cục Hồng Thuẫn, ta có thể phong tỏa tất cả tin tức ở đây. Nghe xong, vẻ mặt của Lục Bá lập tức thay đổi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lúc này mới nhận ra điện thoại di động của bọn họ không có tín hiệu. Lục Ba tức giận nhìn Diệp Vô Phong, tên khốn kiếp, mày muốn làm gì? Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn mời các người qua chỗ của tôi uống trà thôi. Ít nhất các người đừng đi ra ngoài cho đến khi tôi làm xong việc. Bốn cao thủ tông sư đều nhìn nhau, đương nhiên bọn họ không muốn đối đầu với Diệp Vô Phong, dù sao thì Diệp Vô Phong cũng là một cường giả cảnh giới chiến thần, Tống Thanh Vân đã nói điều này rồi. Nhiệm vụ của bọn họ đối với Xí Nghiệp Chu Tinh không phải là giết Diệp Vô Phong, mà là bảo vệ Chu Tinh, nếu chỉ là bảo vệ Chu Tinh, bọn họ vẫn có thể làm được. Chính vì họ tin vào điều này nên mới đến đây. Nếu muốn giết Diệp Vô Phong, thì Tống Thanh Vân nên đến chứ không phải là mấy cao thủ tông sư như bọn họ đến. Diệp Vô Phong cười nhẹ, vậy các người quyết định như thế nào? lục bá biết diệp vô phong bây giờ mạnh hơn bọn họ có đánh nhau cũng vô dụng cho nên đều đồng ý với diệp vô phong diệp vô phong cười nói tốt lắm kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mời đi cùng tôi diệp vô phong dẫn đường và đồng thời gửi tin nhắn cho du kinh hồng chỉ vài phút sau một nhóm người đến địa điểm này lật xe lại nổ máy rồi bỏ đi về phần dấu vết trên mặt đất đều nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ như thể không có gì xảy ra ở đây cả Diệp Vô Phong cười nói các người cũng rất may mắn khi gặp tôi đấy. Bốn người lục bá chỉ cười khổ, bọn họ xui xẻo nên mới gặp Diệp Vô Phong, nếu không gặp Diệp Vô Phong, bọn họ có lẽ đã đi đến xí nghiệp Chu Tinh một cách suôn sẻ rồi. Diệp Vô Phong biết bốn người lục bá vẫn chưa hiểu chuyện, vì vậy cười nói nếu các người thật sự đến xí nghiệp Chu Tinh, như vậy thì tính mạng của các người đã không còn rồi. Bốn người lục bá không hiểu ý gì, Diệp Vô Phong cười nói chắc các người không biết. Mục tiêu hiện tại của Cục Hồng Thuẫn là xí nghiệp Chu Tinh, nếu các người đi thì sẽ đối mặt với Cục Hồng Thuẫn. Các cao thủ khác của Cục Hồng Thuẫn không hiền như tôi đâu. Đám người lục bá kinh hãi, nhưng nghe nói bọn họ chỉ ở đó để bảo vệ Chu Tinh, sẽ không có xung đột trực tiếp với Cục Hồng Thuẫn mà. Tại sao lại khác nhau vậy? Nếu chống lại quân triều đình thì đây chẳng phải là đi vào ngõ cụt sao? Sao họ dám chứ? Chương 655, vụ án kỳ lạ mấy người hai mặt nhìn nhau diệp vô phong đưa bọn họ đến một căn phòng cho thuê sau đó nói các người cứ ở chỗ này đi gần nơi này tôi đã bố trí người bắn tỉa nếu mở cửa thì sẽ có bom cho nên các người cứ yên tâm đám người lục bá đều thay đổi sắc mặt đây là có ý gì vừa súng bắn tỉa vừa có bom điều này sao có thể bảo bọn họ yên tâm được chứ họ hoàn toàn không biết diệp vô phong đang nghĩ gì nhưng bây giờ họ thực sự không dám động đậy Diệp Vô Phong vui vẻ nói, các người cũng không cần quá căng thẳng, chỉ cần các người không có hành vi quái gở, lính bắn tỉa sẽ không bắn chết ai đâu. Đám người lục bá chỉ có thể cười khổ gật đầu, bọn họ biết tính mạng của mình nằm trong tay người khác, nhưng bọn họ không có cách nào khống chế vận mệnh của chính mình, cho nên hiện tại chỉ có thể ở nơi này. Diệp Vô Phong cười nói, yên tâm, chúng tôi là người của Cục Hồng Thuấn, sẽ không giết người vô tội bừa bãi, dù sao chúng tôi cũng không phải quỷ. Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà, anh liền trực tiếp rời đi, về phần những người trong phòng cho thuê, đương nhiên anh không cần quan tâm, sẽ có thành viên của cục Hồng Thuẫn quan tâm. Sau khi Diệp Vô Phong trở về nội thành, anh kêu vệ sĩ của công ty vệ sĩ Long kiếm tập trung lại, sau đó đến cửa xí nghiệp Chu Tinh. Bảo vệ cửa nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí không đúng và nhanh chóng cầm điện thoại lên. "Đội trưởng, tôi phát hiện hình như chúng ta bị bao vây rồi." Nghe xong lời này, Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày, cậu xem quá nhiều phim hành động rồi đấy, cái gì mà chúng ta bị bao vây hả? Lúc này bảo vệ nhìn những người xung quanh đi qua đi lại, trong lòng rất lo lắng, tôi nói thật, chúng ta thật sự bị bao vây, hơn nữa người bao vây đều rất cường tráng, xem ra có thể đánh được. Đội trưởng đội bảo vệ lúc này mới nhảy dựng lên khỏi ghế đầu, hắn biết nếu thật sự bị bao vây, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhấc máy và gọi cho người bên trên. Chu Tinh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, thư ký bước vào, lo lắng nói: "Ông Chu, hình như chúng ta bị một đám người bao vây ở dưới lầu." Sau khi Chu Tinh nghe lời này, ông ta nhíu mày, nhưng nhanh chóng nói: "Là tên khốn Diệp Vô Phong kia làm, tôi không thể ở đây nữa, đến bãi đậu xe ngay lập tức." Tuy nhiên, sau khi thư ký đột nhiên nhận được cuộc gọi, vẻ mặt của cô ta thay đổi: "Ông Chu, họ đã chiếm bãi đậu xe rồi, nhân viên bảo vệ đang thương lượng với họ." Chu Tinh tức giận nói, thương lượng cái quái gì hả? Rõ ràng là tới đây muốn giết tôi, mau lấy xe đến đi, chúng ta đi cửa sau. Thư ký vội vàng thu xếp. Lúc này Chu Tinh mới lấy điện thoại di động ra gọi cho nhà họ Nguyên, nhưng lúc này nhà họ Nguyên không ai nghe máy, điều này khiến ông ta rất lo lắng. Mà suy nghĩ của ông ta không ngừng xoay chuyển, nhất là những gì Diệp Vô Phong từng nói với ông ta, công ty chính hòa cũng nhờ nhà họ Nguyên giúp đỡ, chuyện này Chu Tinh rất rõ ràng. Dù sao, chỉ cần xí nghiệp ở Liêu Tây gặp khó khăn, bọn họ sẽ lập tức tìm đến nhà họ Nguyên, dù sao nhà họ Nguyên cũng có thể giải quyết những chuyện mà họ không thể. Nhưng vào thời điểm đó, khi công ty Chính Hòa nhờ nhà họ Nguyên giúp đỡ, nhà họ Nguyên hoàn toàn không hề ra mặt, cũng không cho người đến công ty Chính Hòa. Có thể hiện tại cảnh tượng cũng giống như ông ta, tuy rằng ngoài mặt nhà họ Nguyên nói sẽ phái người tới, nhưng thật ra họ không làm gì cả, họ nóng lòng muốn xí nghiệp Chu Tinh của ông ta sẽ đi đời nhà ma rốt cuộc là tại sao? Đương nhiên Chu Tinh không hiểu, nếu nghĩ theo cách này, nhà họ Nguyên sẽ không có lợi ích gì cả. Thư ký đánh xe tới, nhanh chóng nói với Chu Tinh, xếp Chu, xe đã ở cửa sau, chúng ta xuống đi. Chu Tinh gật đầu, vội vàng cùng thư ký rời khỏi trụ sở xí nghiệp Chu Tinh. Xếp Chu, chúng ta đi đâu bây giờ? Thư ký nghi hoặc hỏi. Chu Tinh lúc này đang suy nghĩ, ông ta nhất định không thể về nhà mình, như vậy nơi có thể tránh diệp vô phong lúc này chính là ở bên ngoài ông ta nhìn thư ký và nói đến nhà cô đi thư ký gật đầu và nói cho tài xế biết địa điểm sau khi chu tinh rời đi những vệ sĩ của công ty long kiếm theo chỉ dẫn của diệp vô phong để lại một vài người rồi rút lui dù sao công ty vệ sĩ long kiếm vẫn cần họ về làm việc chu tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xe dừng trước một căn hộ nhỏ bọn họ đưa tiền xe rồi bước nhanh vào thư ký vội dẫn đường, vừa tới cửa liền mở cửa ra. Thư ký mang cho ông ta một ly nước, Chu Tinh còn chưa kịp uống thì có một giọng nói làm ông ta giật mình, tôi nói này, các người đến chậm quá đấy. Thư ký hét lên một tiếng. Diệp vô phong lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ ở ban công, mỉm cười nhìn Chu Tinh. Diệp vô phong cười nói, uống nước đi, sau khi uống xong thì chúng ta nói chuyện. Chu Tinh để nước trong tay xuống bàn, nhìn Diệp vô phong chầm chầm, rốt của cậu muốn thế nào? Muốn cậu muốn giết tôi thì cứ động thủ là được, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, ở đây không ai có thể đối chiến với cậu. Diệp vô phong cười nói, thật ra, tôi chỉ có vài câu muốn hỏi ông thôi. Chu Tinh hít sâu một hơi, cậu hỏi đi. Vụ án 13 năm trước có liên quan gì đến ông không? Diệp vô phong cười hỏi. Chu Tinh nghiến răng, tôi không biết vụ án gì cả. Có một người tên là A Mịch, chắc là ông biết dù sao thì cô ấy cũng là con gái của đội trưởng cảnh sát, cô ấy đang điều tra chuyện này, cô ấy muốn biết chân tướng của chuyện này, cũng muốn cho những người đã phạm sai lầm năm ấy phải bị trừng phạt, bao gồm cả ông. Diệp vô phong cười nói. Chu Tinh cười ha hả, chuyện cậu nói sao nghe buồn cười thế. Đây là vụ án từ hơn 10 năm trước, vụ án đã được khép lại, kết quả các người cứ dây dưa không rõ, rốt cuộc là chuyện gì. Nếu các người muốn điều tra những gì tôi đã làm trong những năm qua, Tôi rất hoan nghênh, nhưng vụ án 13 năm trước thì ngại quá, tôi không thể trả lời gì được. Diệp vô phong tò mò nhìn Chu Tinh, tự hỏi tại sao Chu Tinh lại bất chấp sống chết cũng không chịu nói chuyện này. Chẳng lẽ chỉ là vì luật hình sự sao? Nếu đúng như vậy thì cũng có lý, nhưng Diệp vô phong thấy Chu Tinh rất tức giận khi nhắc đến vụ án này. Cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát được, thử thách tìm trang gốc, ghét gô chăm chui n, n. Diệp vô phong có chút tò mò, không biết tại sao Chu Tinh lại như thế. Nhưng cuối cùng cũng phải tìm ra sự thật, hơn nữa A à, Mịch còn đang chờ anh. Vậy cuối cùng là ông không muốn nói ra chuyện năm đó đúng không? Diệp Vô Phong có chút không vui nhìn Chu Tinh. Chu Tinh cười nói, đương nhiên, khi đó tôi không biết có một vụ án như vậy, cho nên tôi không có gì để nói. Nếu cậu muốn điều tra cái gì thì cứ tự mình đi điều tra đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 656, có chết cũng không thừa nhận. Diệp vô phong tặc lưỡi hai lần, tôi thật sự không hiểu được tại sao ông lại phản kháng khi nhắc tới vụ án kia, có ẩn tình gì trong đó không? Chu Tinh cười ha hả, tôi chỉ đơn giản là không muốn bị đổ oan thôi, ai cũng kháng cự khi bị đổ oan mà, cho nên Chủ tịch Diệp đừng nghi ngờ bậy bạ, cậu vẫn nên quan tâm đến hậu quả của việc công ty Hoa Cường của cậu đối đầu với nhà họ Nguyên đi. Dù sao cậu cũng biết, nhà họ Nguyên không dễ trêu chọc mà. Diệp Vô Phong cười nói, đúng là không dễ trêu chọc, nhưng ông quan tâm đến công ty Hoa Cường của chúng tôi như vậy, ông định giúp công ty Hoa Cường đối phó với nhà họ Nguyên sao? Chu Tinh chỉ khịt mũi, cậu cho rằng có thể sao? Hơn nữa, công ty Hoa Cường của cậu cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì ở Liêu Tây một tháng cũng đã rất tốt rồi. Tôi sẽ đợi công ty Hoa Cường ở Liêu Tây xong đời, sau đó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở Liêu Đông diệp vô phong dừng dưng nói chuyện này không cần chủ tịch chu quan tâm thị trường bên liêu đông của chúng tôi luôn rất tốt hơn nữa bên liêu tây nhất định cũng sẽ giống như bên liêu đông chu tinh chỉ lạnh lùng nhìn anh diệp vô phong đánh giá căn nhà rồi hài lòng gật đầu nhưng ánh mắt của thư ký của ông không tệ đấy tôi thích cách bài trí nội thất này tôi tin chủ tịch chu cũng rất thích sắc mặt chu tinh càng thêm ảm đạm bởi vì ông ta biết diệp vô phong đang nói cái gì thiết kế của căn nhà này tương tự như văn phòng của ông ta có một số đồ đạc cá nhân của ông ta trong đó điều này đủ để chứng minh rất nhiều điều diệp vô phong cười nói nhưng chủ tịch chu yên tâm đàn ông mà có thể hiểu được chu tinh biết khi diệp vô phong đến nơi này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta dễ dàng nhưng cho tới nay diệp vô phong vẫn chưa ra tay điều này khiến chu tinh kinh ngạc chủ tịch diệp nếu cậu không có việc gì vậy thì mời cậu đi cho Chu Tinh hờ hững nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu nói, đâu có được, vất vả lắm tôi mới ép ông tới nơi này, nếu không giải quyết mọi chuyện, chẳng phải rất lãng phí thời gian của tôi sao? Chu Tinh thấy Diệp Vô Phong không có ý định rời đi, sắc mặt bỗng nhiên tức giận, rốt cuộc cậu muốn thế nào, nếu muốn giết thì cứ thoải mái, nhưng nếu là vì vụ án 13 năm trước, vậy thì xin lỗi, tôi chưa làm điều gì thông đồng với đám người lý sướng cả. Diệp Vô Phong nghiêm túc nhìn Chu Tinh, nếu đã như vậy, đừng trách tôi lão chu tôi hy vọng ông nhớ kỹ mấy lời đã nói tuyệt đối đừng bao giờ hối hận chu tinh chỉ lạnh lùng nhìn diệp vô phong sau đó hít sâu một hơi mời cậu về cho diệp vô phong gật đầu được rồi mọi chuyện đã đến nước này vậy trước tiên chúc các người vui vẻ diệp vô phong nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ đương nhiên thư ký rất sửng sốt vội vàng đi ra ban công thấy bóng dáng diệp vô phong đã biến mất cô ta liền nhanh chóng nhìn về phía chu tinh chu tinh hờ hững nói thực lực của cậu ta mạnh như vậy từ đó rời đi cũng là điều bình thường bằng không cô cho rằng lúc đi vào cậu ta đi từ cửa chính vào sao thư ký nhanh chóng đi tới trước mặt chu tinh nhưng chủ tịch chu hiện tại chúng ta đã bị diệp vô phong phát hiện tình hình của chúng ta vẫn còn nguy hiểm đám côn đồ bao vây công ty chúng ta sẽ tới tìm chúng ta chu tinh thờ ơ nói đám côn đồ đó chắc là đã giải tán rồi lần này diệp vô phong chỉ là uy hiếp tôi thôi khi trở về cậu ta sẽ giải tán hết đám côn đồ đó chu tinh cho thư ký lui lấy điện thoại di động ra vẫn không thấy sự hỗ trợ của nhà họ nguyên đâu cả điều này khiến ông ta có chút bối rối rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra vậy rõ ràng là ông ta đã nói với nhà họ nguyên về chuyện này rồi mà sau khi gọi điện cho nhà họ nguyên lần này nguyên phong tình cờ ở bên cạnh điện thoại anh ta thuận tay bắt máy lúc này cả đại sảnh chỉ có mấy người nhà họ nguyên Nguyên Phong huệ hoài hỏi, ai đó? Tôi là Chu Tinh, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao chi viện mà anh nói vẫn chưa tới? Nguyên Phong cau mày, chúng tôi đã phái người đi rồi mà. Chu Tinh nghe xong lại càng khó hiểu, thật sao? Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra dấu vết của bọn họ, bọn họ cứ như vậy biến mất sao? Nguyên Phong nhanh chóng nói, chắc là Diệp Vô Phong đã ngăn cản rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Chu Tinh nói, tôi biết rồi, vậy thì hy vọng các người tiếp tục phái người tới đây hỗ trợ. Tôi cần có người ở bên bảo vệ để trốn thoát. Nguyên Phong nói, tôi biết rồi, hiện tại tôi sẽ tiếp tục phái người đi. Sau khi Nguyên Phong cúp điện thoại, anh ta chống cằm, cảm thấy có chút khó hiểu, dù sao anh ta cũng biết lúc trước phái người hỗ trợ rất đúng lúc. Ngay khi Chu Tinh nói xí nghiệp Chu Tinh đang gặp khủng hoảng, anh ta đã cử bốn vị cao thủ cảnh giới tông sư ra ngoài. Sao lại biến mất được chứ? Nếu bị chặn đường, Tứ đại cao thủ nhất định sẽ có thời gian báo cáo sự tình. Hơn nữa anh ta cũng chưa nghe nói về bất kỳ cuộc kiểm tra nào trên những con đường mà họ đi, nếu không có những cuộc kiểm tra, chắc chắn bên kia sẽ không thể biết được họ đã phái ra xe gì. Nguyên Phong chống cằm, biết lần này xí nghiệp Chu Tinh sẽ sinh nghi. Diệp Vô Phong này thực sự rất lợi hại, anh ta còn biết cả biển số xe của chúng ta, những người tài giỏi bên cạnh anh ta cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi Nguyên Trần nghe được lời của Nguyên Phong, ông ta thờ ơ nói, ông đã chuẩn bị một số thứ cho trận chiến quyết định với công ty Hoa Cường, cháu chỉ cần tiếp tục quấy rối công ty Hoa Cường là được. Nguyên Phong gật đầu, chuyện này thì đơn giản, nhưng nếu chuyện xí nghiệp Chu Tinh xử lý không đàng hoàng, e rằng xí nghiệp Chu Tinh sẽ phản bội. Nguyên Trần lắc đầu, ông ta sẽ không phản bội đâu. Dù sao bằng chứng về những gì ông ta làm lúc trước vẫn nằm trong tay chúng ta, nếu phản bội, ông ta cũng tự tìm đường chết mà thôi nguyên phong lộ ra vẻ tươi cười nếu như vậy thì cháu yên tâm rồi chẳng trách ông nội lại tin tưởng vào xí nghiệp chu tinh nhiều như vậy bởi vì chúng ta nắm điểm yếu của ông ta trong tay nguyên trần lạnh lùng nói nếu không phải thì làm sao chúng ta có thể bồi dưỡng ra một công ty gần như có thể uy hiếp được nhà họ nguyên chứ nguyên phong suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài dường như anh ta đã nảy ra một vài ý tưởng hay sau khi chu tinh cúp điện thoại ông ta xác định nhà họ nguyên không bỏ mặc mình vì vậy ông ta rất yên tâm. Lúc này, cô thư ký đã thay đồ, là một chiếc váy ngắn ở nhà. Cô ta đến bên cạnh Chu Tinh, ôm Chu Tinh, úp mặt vào lưng Chu Tinh, nhưng chứng cứ uy hiếp anh vẫn nằm trong tay bọn họ. Nếu có một ngày bọn họ không cần xí nghiệp Chu Tinh nữa, vậy thì chủ tịch Chu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 657, một vụ ám sát khác. Chu Tinh vô cùng chắc chắn nói, yên tâm, dù sao bọn họ sẽ không làm loại chuyện này đâu dù sao hiện tại bọn họ rất cần một đối tượng trung thành, tận tâm tận lực, xí nghiệp Chu Tinh luôn là người đại diện cho nhà họ Nguyên của bọn họ, nói một không hai. Diệp vô phong tắt màn hình nghe lén, phía sau còn có một số việc Chu Tinh và thư ký kia làm, tuy rằng vẫn đang ghi âm, nhưng anh cũng không muốn nghe thấy loại âm thanh thối giữa này. Thì ra là trong nhà họ Nguyên còn có chứng cứ như vậy, cho nên không có cách nào châm ngòi ly rán quan hệ giữa xí nghiệp Chu Tinh và nhà họ Nguyên, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm được nhưng khiến xí nghiệp chu tinh sụp đổ thì được diệp vô phong có hướng hành động của riêng mình biết làm thế nào để xử lý xí nghiệp chu tinh chỉ cần xí nghiệp chu tinh bị xử lý thì nhà họ nguyên sẽ là hổ không răng đến lúc đó không phải anh muốn gây khó dễ như thế nào cũng được hay sao ngay lúc diệp vô phong định đến nhà họ nguyên thăm dò thì một cuộc điện thoại gọi đến làm thay đổi mọi kế hoạch của anh người gọi là yêu phong tình huống gì Diệp Vô Phong tò mò hỏi, dù sao thì anh biết nếu không có chuyện gì thì Yêu Phong sẽ không gọi điện, vì vậy chắc chắn là có chuyện gì đó bên phía công ty rồi. Yêu Phong nói một cách nghiêm túc, có một đoàn sát thủ đang tiếp cận, trong đó có người của Kiếm Lẫm. Anh đã nghe nói về Kiếm Lẫm, một tổ chức có cùng tính chất với Phong Mãn Lâu, nhưng lại đối nghịch với Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu ít nhất cũng có nguyên tắc, nhưng Kiếm Lẫm thì không có nguyên tắc gì cả. Không cần biết tốt xấu chỉ cần đưa tiền thì bọn chúng nhất định sẽ ra tay, thủ đoạn của bọn chúng vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể so sánh với các tổ chức khủng bố. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng đều có thể dùng mọi cách, giết cả già lẫn trẻ. Diệp vô phong biết nếu kiếm lấm cũng đã ra tay, thì bên yêu phong hẳn là sẽ rất coi trọng, dù sao thì kiếm lấm cũng khá có danh tiếng ở hoa hạ. Bên kiếm lấm có ai đến? Diệp vô phong biết những nhân vật lớn trong kiếm lấm, có một số cao thủ mặc dù không bằng anh về sức mạnh, nhưng họ có thể bất phân thắng bại với anh về mặt ám sát vì vậy diệp vô phong cũng hơi lo lắng và anh biết rằng những người này đến liêu tây vì anh đối phương chắc chắn sẽ ra tay với lâm thư âm yêu phong bất lực nói tạm thời cũng không biết nữa ngay cả phong mãn lâu cũng không có cách nào tìm ra người mà họ đã cử đến đây dù sao thì tổ chức kiếm lẫm này quá bí ẩn diệp vô phong gật đầu chuyện này tôi biết tôi sẽ về ngay nhưng là ai chủ mưu chuyện này Yêu Phong nói, cũng không tìm được, nhưng tôi đoán chắc là nhà họ Nguyên, bởi vì bây giờ ở Liêu Tây, những người có thể chi ra nhiều tiền như vậy chỉ có nhà họ Nguyên và xí nghiệp Chu Tinh, nhưng cậu vừa mới ra tay với xí nghiệp Chu Tinh, chắc hẳn bên đó sẽ không có thời gian làm mấy chuyện này. Diệp Vô Phong đồng ý với ý kiến của Yêu Phong. Hơn nữa, nếu Chu Tinh thật sự mời những người này tới, như vậy nhất định sẽ cử một bộ phận đến xí nghiệp của Chu Tinh, dù sao tính mạng của Chu Tinh ở đó cũng rất nguy hiểm anh cũng sẽ không tin Chu Tinh lại che giấu sâu như vậy, cho dù tính mạng bị đe dọa, ông ta cũng không định cho người tới hỗ trợ. Vì vậy, chính là nhà họ Nguyên đã ra tay. Nhưng Nguyên Trần sẽ không làm loại chuyện này, loại chuyện điên rồ này chẳng khác nào cá chết lưới rách. Diệp vô phong ít mắt nói, nhưng mặc kệ có phải bọn họ làm hay không, hiện tại chỉ cần giải quyết chuyện này là có thể khởi binh hỏi tội rồi. Yêu phong bất lực nói, vậy thì chúng ta phải vượt qua chuyện này trước. Người của kiếm lẫm không dễ đối phó như vậy, bọn họ đều là những kẻ mất trí, thủ đoạn của họ rất tàn nhẫn, cứ liều mạng chiến đấu. Diệp vô phong hỏi, ông sợ à? Đùa hả, đương nhiên là tôi không sợ, nhưng tôi không thể đảm bảo 100% an toàn cho lâm thư âm. Cậu biết đấy, đến bây giờ rách vẫn chưa rời khỏi lưu tây. Yêu phong lo lắng lúc này rách sẽ nhân cơ hội quay lại tấn công lâm thư âm, trong tình huống hỗn loạn như vậy, hắn không có cách nào đảm bảo mình sẽ ngăn cản được rách. Diệp Vô Phong lại nói, bây giờ tôi đang gấp rút đến công ty. Trước khi tôi về, hãy cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho vợ tôi. Yêu Phong đồng ý. Lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ đi đến trước mặt Yêu Phong, địa vương, người của kiếm lẫm đã động thủ. Ai là người dẫn đầu bên kia? Yêu Phong hỏi. Người đeo mặt nạ lắc đầu, hiện tại cũng không biết, còn đang đánh nhau, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, anh em chúng ta bị thương rất nặng yêu phong nhìn ra bên ngoài công trường bởi vì hắn biết mặc dù công trường vẫn hoạt động nhộn nhịp trông vẫn như bình thường nhưng bên ngoài công trường đã máu chảy thành sông rồi phong mãn lâu đối chiến với kiếm lẫm thương vong phải nói là rất nặng thực sự là thua thiệt tại sao mình không nghĩ tới kiếm lẫm sẽ ra tay chứ yêu phong thực sự không ngờ rằng nhiệm vụ bảo vệ cuối cùng này lại là đối chiến với một tổ chức khác mà người bên kia dường như đang kìm hãm không ít khí lực chỉ định giết chết lâm thư âm Hắn không thể hiểu được tại sao Kiếm Lẫm lại liều mạng như vậy. Rõ ràng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, cho dù các thành viên Kiếm Lẫm có tiếng là điên cuồng thì cũng không thể nào trong tình cảnh liều mạng như vậy chứ. Có chết cũng phải chặn đòn tấn công của chúng." Yêu Phong u ám nói. Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ có thể gật đầu rời khỏi chỗ đó, Yêu Phong quay đầu nhìn Lâm Thư Âm đang làm việc bên cạnh, Lâm Thư Âm dường như không bị ảnh hưởng gì cho dù sau khi biết mình gặp nguy hiểm, cô vẫn rất bình tĩnh làm việc riêng của mình. Thật là lợi hại, quả nhiên người phụ nữ của chỉ huy Long môn làm sao có thể là một người bình thường được chứ? Yêu Phong nheo mắt. Lúc trước, khi họ gặp nhau trong con hẻm nhỏ, Yêu Phong luôn nghĩ rằng Lâm Thư Âm chỉ là một thiên tài kinh doanh, vẫn sẽ cảm giác sợ hãi như người bình thường khi gặp phải những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra mình đã lầm, Lâm Thư Âm này thật là can đảm lâm thư âm nói với yêu phong tiền bối yêu phong nếu ông có việc gì thì cứ đi đi bên chỗ tôi chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu yêu phong nở nụ cười cô có biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ không cô nói cô sẽ không gặp nguy hiểm vào lúc này tôi nghĩ cô đang nói đùa đấy lâm thư âm cười lắc đầu vừa rồi ông đã nói với tôi mọi chuyện rồi theo tôi việc kiếm lẫm ra tay tuyệt đối không bình thường bọn họ không có lý do gì lại ra tay với một người chưa từng quen biết vậy nên mục tiêu của kiếm lẫm không phải là tôi, mà là ông. Sau khi nghe xong, sắc mặt yêu phong thay đổi, hắn không thể đoán ra được, nhưng bây giờ hắn đã biết. Kiếm lẫm đến là vì hắn, nhưng hắn lại không thể hình dung ra được nếu đến vì hắn là như thế nào. Hắn thật sự nghĩ không thông. Bản thân hắn cũng có những bí mật, nhưng người của kiếm lẫm sẽ không bao giờ biết được những bí mật này. Chương 658, Yêu Phong thê thảm. Đột nhiên, khi yêu phong đang suy nghĩ về điều đó một cơn gió thổi qua sắc mặt yêu phong thay đổi kinh hãi không biết từ lúc nào trong tay đã có một con dao găm tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lâm thư âm đâm ra dao găm bởi vì hắn biết cao thủ của đối phương đã đến leng keng con dao găm của hắn đập vào kim loại và sau đó ba tia sáng nhỏ xuất hiện trong con ngươi của hắn hắn hét lớn một tiếng vừa ra lệnh rút lui vừa nhanh chóng vung dao găm của mình ra tiếng kim loại giao nhau lại vang lên, nghe rất chói tai. Sau khi yêu phong dừng bước chân, lúc này hắn mới có thể nhìn thấy người đến là ai. Người đàn ông này mặc một bộ đồ tập luyện màu đen, nhưng không che mặt, như thể hoàn toàn không sợ lộ bộ dạng của mình một chút nào. Phải biết rằng hệ thống giám sát của Trung Quốc hiện rất phát triển, nếu danh tính của đối phương bị lộ thì hành tung của đối phương sẽ dễ dàng bị theo dõi. Chỉ là yêu phong biết một người có đặc điểm như vậy, ở kiếm lẫm, Người này khá nổi tiếng. Trưởng lão Bạch Vũ Cần, người trẻ tuổi nhất trong số các trưởng lão của Kiếm Lẫm, mặc dù thực lực của ông ta xếp cuối cùng trong tất cả các trưởng lão, nhưng cũng không dám nói thực lực của Bạch Vũ Cần lại yếu. Ngay cả Yêu Phong cũng không chắc mình có thể giết được đối thủ. Đối phương hoàn toàn ở cảnh giới Chiến Thần. "Yêu Phong, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ?" Bạch Vũ Cần cười khúc khích. Yêu Phong hít sâu một hơi, "Tôi còn tưởng là ai?" thế mà lại có thể chém giết với phong mãn lâu đến mức như vậy, hóa ra là ông, nhưng tôi thật sự không biết nơi này có gì đáng để ông ra tay. Bạch Phú Cần cười ha hả, tất nhiên là có, yêu phong ông có tư cách để tôi ra tay mà. Phải biết rằng năm đó ông đã nổi tiếng ở cả phương diện quốc tế, hơn nữa cũng có thể được coi là một thiên tài trong phong mãn lâu. Tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là cảnh giới chiến thần, cho dù ở kiếm lấm cũng hết sức nổi tiếng. Yêu Phong lạnh lùng nhìn Bạch Vũ Cần, hắn biết những lời của Bạch Vũ Cần đều là khách sáo và vô nghĩa. Tất nhiên, mục đích của đối phương không phải là để đọ sức với hắn. Bạch Vũ Cần dừng dưng nhìn yêu phong, được rồi, tôi không cần nói thêm nữa, tôi biết trên người ông có gì, giao ra đi. Yêu Phong lạnh lùng nói, tôi không biết ông đang nói cái gì. Mời nói rõ đi. Bạch Phú cần nói, lệnh bách minh đang ở trên người ông, phải không? Yêu Phong lắc đầu, không có. Bạch Phú Cần thở dài nói, nếu đã như vậy, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể giết ông trước, sau đó tìm người kế tiếp. Yêu Phong rất không vui nói, Bạch Phú Cần, ông đừng nghĩ rằng kiếm lẫm của ông thật sự không có ai trị. Quá tự phụ cũng không phải là chuyện tốt. Bạch Phú Cần cười khúc khích, tôi đương nhiên biết chuyện này, cho nên kiếm lẫm của chúng tôi luôn rất biết điều chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, thậm chí nhiều người còn không biết kiếm lẫm là cái gì. Yêu Phong biết Bạch Vũ Cần chỉ nói chiếu lệ, và hắn cũng biết bạch vũ cần biết ý của hắn là gì vậy không bàn cái gì nữa muốn giết tôi thì cứ thử xem yêu phong nâng dao găm lên chỉ vào bạch vũ cần bạch vũ cần lắc đầu nếu như ông đang ở trạng thái đỉnh cao quả thực có thể đấu với tôi một trận nhưng đáng tiếc hiện tại ông không ở trạng thái đỉnh cao cảnh giới hiện tại của ông thậm chí không còn là cảnh giới chiến thần ông cảm thấy nếu đối chiến với tôi ông có phần thắng hay sao yêu phong lạnh lùng nói cứ thử đi rồi sẽ biết Bạch Vũ Cần mỉm cười và động thủ trước, ông ta không sử dụng vũ khí mà trực tiếp dùng song trường đánh ra, đây là sự tự tin vào sức mạnh của bản thân. Không khí xung quanh phát ra tiếng động lớn, cổ tay áo của Bạch Vũ Cần phồng lên, như thể có gió bên trong ống tay áo của ông ta. Sắc mặt yêu phong thay đổi, tung con dao găm đâm vào song trường kia. Hắn sử dụng vũ khí, biết trước có thể phá được công kích, nhưng hắn cũng biết Bạch Vũ Cần sẽ không bao giờ để hắn làm chuyện này cảnh giới của hai người quả thực có chút tranh lệch cho nên muốn dùng dao găm để bù đắp khoảng cách này là không thể nhưng dù vậy hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc ra tay một luồng khí bốc lên sắc mặt yêu phong trở nên lãnh đạm nhưng ngay khi yêu phong chuẩn bị đâm vào lòng bàn tay của bạch vũ cần bạch vũ cần đã xoay lòng bàn tay sang trái biến lòng bàn tay của mình thành một con dao thậm chí còn trả sát con dao găm yêu phong lạnh lùng quan sát cho dù như vậy với con dao găm trong tay hắn nhất định sẽ tới thân thể đối phương nhanh hơn bạch vũ cần và thứ mà con dao găm của hắn phải đối mặt là trái tim của bạch vũ cần tất nhiên hắn biết nếu bạch vũ cần không định rút lui con dao găm của hắn chắc chắn sẽ đâm vào trái tim của đối phương nhưng vào lúc này lòng bàn tay của bạch vũ cần vỗ vào tay của yêu phong khiến cánh tay của hắn bật ra yêu phong quay lại thu dao sau đó lại vẽ về phía bạch vũ cần kiểu di chuyển tiếp sức này không mất nhiều thời gian nhưng Bạch Vũ Cần đã tiến gần hơn đến chỗ Yêu Phong. Cách tiếp cận này là trí mạng đối với Yêu Phong, nếu hai bên áp sát thì con dao găm sẽ trở thành gánh nặng. Yêu Phong nghiến răng, hét lớn và tung một cước lên. Lòng bàn tay của Bạch Vũ Cần nhanh hơn hắn, lập tức đáp xuống ngực hắn. Bịch, toàn thân Yêu Phong bay lộn ngược ra, đánh sập giá sách ở một bên, trên tường xuất hiện những vết nứt, Yêu Phong ôm ngực quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, muốn đứng dậy, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, đặc biệt là khí huyết trong cơ thể đang dâng trào cuồn cuộn, hiện tại hắn không có cách nào có thể xoa dịu sự rối loạn trong cơ thể. Bạch Phú Cần cười ha hả, không tôi, ít nhất còn dám ra tay với tôi, tôi tán thưởng dũng khí của ông đấy. Yêu Phong phun ra một ngụm máu, trông rất thê thảm. Mà Lâm Thư Âm lúc này đang ngồi trên ghế, dừng động tác làm việc, nhìn Yêu Phong và Bạch Vũ Cần, khi biết Yêu Phong thua Bạch Vũ Cần, cô hơi kinh ngạc hoảng hốt dù sao cô cũng biết sức mạnh của yêu phong là như thế nào. Yêu phong tiền bối, ông không sao chứ? Lâm thư âm quan tâm hỏi. Yêu phong lắc đầu, xem ra lần này tôi không có cách nào bảo vệ cô rồi. Tự cô coi đi, nếu có thể chạy thì chạy đi, đây không phải là nơi cô nên ở đâu. Bạch Phú Cần lúc này mới nở nụ cười, ông nói sai rồi, thật ra, tôi không chỉ đến đây vì lệnh bách minh, tôi còn ở đây để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thư Âm, Chủ tịch công ty Hoa Cường, tôi không hiểu tại sao cô lại chọn đến liêu tây ở lại liêu đông không tốt sao yêu phong nghiến răng bạch phú cần tôi khuyên ông không nên động đến lâm thư âm nếu không kiếm lẫm của ông sẽ nhận hậu quả rất bi thảm bạch phú cần cười khúc khích tôi không biết điều đó tại sao khi giết lâm thư âm thì kiếm lẫm của chúng tôi lại bi thảm vậy ông giải thích một chút đi yêu phong nghiến răng đang định nói tên diệp vô phong ra nhưng bạch phú cần đột nhiên chạy tới trước mặt lâm thư âm con người tôi ghét nhất chính là sự uy hiếp của người khác, nếu có thực lực như vậy, tại sao không ra tay luôn đi? Cần gì phải chờ lát nữa, chờ mọi người chết hết hả? chương 659, vẫn chưa chết sao? Bạch Vũ Cần hoàn toàn không cho Yêu Phong có cơ hội nói chuyện, vẻ mặt Yêu Phong thay đổi, biết rằng nếu Bạch Vũ Cần tung ra một trường kia thì người bình thường như Lâm Thư Âm chắc chắn sẽ chết. Cho nên hắn chỉ có thể hét lớn và lao đến trước mặt Lâm Thư Âm để chịu một trường kia. Bịch, Yêu Phong nhận lấy một trường này, lập tức bay ra ngoài, đập vỡ tấm kính từ trần đến sàn phía sau, rồi rơi từ tầng 3 xuống. Lâm Thư âm che miệng, vội vàng đi tới cạnh văn phòng, nhìn thấy Yêu Phong nằm trên mặt đất, cô cắn chặt môi. Cô biết thực lực của Yêu Phong, và nếu Yêu Phong không phải là đối thủ, thì không ai ở nơi này là đối thủ của Bạch Vũ Cần cả. Cô quay đầu nhìn Bạch Vũ Cần, ông cũng tới giết tôi sao? Bạch Phú Cần cười nói, đương nhiên nhưng nếu chỉ là muốn giết cô thì tôi cũng không cần tới nơi này. Lâm triệt tò mò nhìn bạch phú cần, vậy yêu phong mới là mục tiêu của ông, còn tôi chỉ là tiện tay. bạch phú cần cười khúc khích, đúng vậy, cô chỉ là tiện tay thôi. nếu chỉ giết cô thì tôi không cần tới, những người khác của kiếm lẫm cũng có thể giết cô. lâm thư âm gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhưng tôi cảm thấy anh không thể giết được tôi đâu. bạch phú cần kinh ngạc, cô có biết tình hình hiện tại của cô không? Cô nói tôi không thể giết cô, chẳng lẽ cô là cao thủ thâm tàng bất lậu?" Lâm Thư Âm lắc đầu, "Tôi chỉ là một người bình thường." "Vậy tôi muốn biết tại sao cô cho rằng tôi không thể giết cô?" Bạch Phú Cần tò mò hỏi. Lâm Thư Âm mỉm cười, "Bởi vì chồng tôi là một người rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ đến cứu tôi." Bạch Phú Cần cười ha hả, "Tôi luôn nghe nói cô là một thiên tài kinh doanh, đã trải qua nhiều khó khăn trở ngại mà vẫn có thể mở rộng phát triển công ty." thậm chí đã trở thành một xí nghiệp kiêu ngạo ở Liêu Đông, hiện tại còn rũi tay tới Liêu Tây. Tất cả điều này là đủ để chứng minh thực lực của cô, nhưng không ngờ cô vẫn là một người ngây thơ như vậy. Lâm Thư Âm bình tĩnh nói, ông không tin sao? Bạch Phú cần cười, đương nhiên không tin. Lâm Thư Âm nói, nếu không tin, ông có thể chờ một chút. Bạch Phú Cần từ chối, mặc dù tôi biết cô đang trì hoãn thời gian, nhưng tôi vẫn cho cô vài phút. Trong thời gian này mà chồng cô vẫn chưa đến, Vậy thì tôi sẽ giết chết cô. Lâm Thư Âm nhìn độ cao của tầng 3, cô biết nếu như thật sự bị Bạch Vũ Cần đánh trúng, nhất định sẽ tử vong, nhưng nếu cô nhảy từ tầng 3 xuống, chỉ cần may mắn là sẽ chỉ tàn phế mà thôi. Vì vậy, cô đang suy nghĩ về cách để cô có thể mở rộng cơ hội sống sót của mình. Lâm Thư Âm hờ hững nhìn Bạch Vũ Cần, chẳng lẽ kiếm lẫm các người không sợ chồng tôi tìm tới cửa sao? Cô Lâm, tôi đã cho cô nhiều thời gian như vậy nhưng kết quả vẫn không có ai tới cứu cô. Xem ra nơi này chỉ có yêu phong bảo vệ cô thôi, những người khác chỉ là rác rưởi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bạch Phú cần đi về phía Lâm Thư Âm, tốc độ không quá chậm, trong khi Lâm Thư Âm đang suy nghĩ về thời gian để nhảy xuống, khi Bạch Phú cần chỉ còn cách cô 3-4 mét, Lâm Thư Âm đã nhắm mắt lại, dự định xuống nhảy. Nhưng Bạch Phú cần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cười nói, bây giờ cô không có cơ hội lựa chọn nào đâu. Lâm Thư Âm khiếp sợ, cô không ngờ tốc độ của Bạch Vũ Cần lại nhanh như vậy, cô đã sẵn sàng để nhảy xuống, nhưng Bạch Vũ Cần đã ra tay còn nhanh hơn cô. Lâm Thư Âm nhìn Bạch Vũ Cần đang tung một cái tát về phía mình, sắc mặt cô thay đổi, đồng tử đột nhiên co lại. Còn dám động vào vợ của tao ư? Mày còn chưa chết nữa hả, Bạch Vũ Cần? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến ngăn cản động tác của Bạch Vũ Cần, đương nhiên Bạch Vũ Cần rất quen thuộc với giọng nói này. Ông ta kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đáng lẽ người này không phải ở đây. Phải biết rằng những người trên thế giới này đều đang tìm kiếm Diệp Vô Phong, nhưng hóa ra Diệp Vô Phong lại đang ở Hoa Hạ. Đây hoàn toàn là điều mà không ai ngờ được, bởi vì ở Hoa Hạ có cục hồng thuẫn, bất cứ ai vào Hoa Hạ thì cục hồng thuẫn đều có thể biết được, cho nên ở Hoa Hạ, sát thủ không có chỗ để ấn trốn. Những sát thủ quốc tế đều từ chối việc đi vào Hoa Hạ ở một nơi nguy hiểm như vậy thế mà diệp vô phong lại xuất hiện điều này đương nhiên khiến bạch phú cần không thể tin được sao mày có thể ở đây bạch phú cần kinh hãi ông ta cũng nhận ra ý tứ của câu nói vừa rồi cô ta là vợ của mày sao mày kết hôn rồi ư hơn nữa còn cưới người phụ nữ ở hoa hạ sao có thể chứ hoa hạ tuyệt đối không thể nào chấp nhận thân phận của mày bạch phú cần của lúc này tràn đầy hoảng sợ quên mất việc ra tay với lâm thư âm thậm chí là quên giữ lâm thư âm làm con tin. Dù sao thì Diệp Vô Phong chính là một cơn ác mộng đối với ông ta, phải biết rằng khi kiếm lẫm còn nhiều nhiệm vụ trên đấu trường quốc tế, thì chính Diệp Vô Phong, chỉ huy của Long Môn đã đích thân phong ấn kiếm lẫm ở Hoa Hạ mãi mãi, vì vậy mà kiếm lẫm không còn can đảm để tiến vào lại thị trường quốc tế. Ban đầu, Bạch Vũ cần chỉ là một trưởng lão dự khuyết, trong một cuộc hành động, Diệp Vô Phong đã tự tay giết chết ba trưởng lão dẫn đầu đội và giết họ đến mức không còn manh giáp. Nếu không phải ông ta tiến vào đội cuối cùng, ẩn giấu thân phận và hành tung, thì ông ta tuyệt đối không có cách nào có thể thoát khỏi tay của Diệp Vô Phong. Kiếm lẫm không hoạt động sôi sục ở thị trường quốc tế chính là nhờ Diệp Vô Phong. Mà bây giờ Diệp Vô Phong xuất hiện ở trước mặt ông ta, đương nhiên ông ta không dám lỗ máng. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt ông ta, khẽ cười, đã lâu không gặp, nhìn biểu hiện của mày thế này, chắc là vẫn chưa quên tao nhỉ. Bỏ qua bạch vũ cần, anh tiến tới ôm lâm thư âm vào lòng và cười nói, vợ à, anh đến muộn rồi, nhưng cách em chỉ hoãn vừa rồi thực sự rất tốt. Lâm thư âm thở phào nhẹ nhõm, sau đó toàn thân dính vào trên người diệp vô phong, cô không còn sức mà chống đỡ, vừa rồi cô đã cố gắng hết sức để chống đỡ rồi. Bây giờ Diệp vô phong xuất hiện, cô biết mình hoàn toàn có thể bày ra bộ dạng chân thật nhất. Diệp Vô Phong đã cảm nhận rõ ràng thân thể Lâm Thư Âm run lên, vì vậy anh hết sức đau lòng, nhưng cũng vui mừng vì anh đã tới kịp. Bạch Phú Cần lúc này mới lùi lại, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại ông ta đã là trưởng lão chính thức, nhất định có tư cách khiêu chiến với Diệp Vô Phong. Ông ta nghiến răng nói với Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, mày đừng tưởng rằng tao vẫn là tao của khi đó, tao hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Tao nhất định có thể đấu với mày một trận." Diệp Vô Phong chỉ hờ hững ngồi trên ghế sofa với Lâm Thư Âm, sau đó nhìn Bạch Vũ Cần, nói nhỏ thôi, vợ của tao bị mày dọa sợ rồi, nếu mày còn dám hù dọa cô ấy nữa, tao sẽ giết mày ngay, tao nói được làm được. Chương 660, Giết mày không thành vấn đề. Bạch Phú Cần không có cách nào giữ được bình tĩnh, dù sao ông ta cũng biết thực lực của Diệp Vô Phong, cũng biết với thân phận của Diệp Vô Phong, ông ta không có cách nào sống sót thoát ra khỏi nơi này ông ta vẫn luôn nghĩ cách để sống sót thoát ra khỏi đây nhưng vẫn không nghĩ ra được cách gì trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng cuối cùng ông ta cũng lấy vũ khí của mình ra vũ khí của ông ta là một ám khí là do độc châm tạo thành một khi được kích hoạt hàng trăm cây kim nhỏ sẽ bắn ra lấp đầy toàn bộ căn phòng diệp vô phong hờ hững liếc ông ta một cái tao cũng không phải muốn giết mày cho nên mày không cần lo lắng nhiều như vậy mày đi đi trở về báo cáo một tiếng, đến lúc đó tao sẽ qua thăm hỏi. Bạch Phú Cần không ngờ rằng Diệp Vô Phong sẽ để cho ông ta đi, ông ta nhìn Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, nhưng thấy Diệp Vô Phong thật sự không có ý định ra tay với mình, cho nên ông ta cũng không quan tâm nhiều nữa. Ông ta biết với thực lực của mình thì không có cách nào giết chết Diệp Vô Phong, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, về phần kế hoạch giết Diệp Vô Phong, ước chừng phải chờ ông ta trở về rồi báo tin tức cho cấp cao của kiếm lấm, lúc đó mới có thể quyết định được ông ta rời khỏi văn phòng còn diệp vô phong mỉm cười ôm lấy lâm thư âm đã ngủ thiếp đi vì căng thẳng lâm thư âm đã làm việc suốt thời gian qua áp lực tinh thần đã đủ lớn thêm sự việc lần này đương nhiên cô mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi diệp vô phong không ra tay là vì anh biết rằng vũ khí trong tay bạch vũ cần có thể làm lâm thư âm bị thương anh lấy điện thoại di động ra để người khác đến gặp bạch vũ cần anh có trách nhiệm bảo vệ Lâm Thư Âm là được rồi, về phần yêu phong ở dưới lầu, anh đã cho người đưa hắn đến bệnh viện cứu rồi, mặc dù biết thực lực của yêu phong đã bị tổn hại, hắn không thể chống lại một cường giả như Bạch Vũ Cần, nhưng anh không ngờ yêu phong lại bị hạ gục nhanh như vậy. Xem ra Bạch Vũ Cần này cũng có chút bản lĩnh. Diệp vô phong không đi đâu cả, chỉ dừng dưng nhìn xung quanh, về phần kiếm lẫm và những sát thủ khác tới đây, anh sẽ chỉ thờ ơ chờ cục hồng thuẫn xử lý anh tin Du Kinh Hồng đang gấp rút tới đây. Đường chạm lúc này đang ngồi trên đống đá trên đường đến công ty Hoa Cường, vuốt điện thoại di động cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Có người muốn chạm vào Lâm Thư Âm, đó là điều anh ta tuyệt đối không cho phép, đặc biệt là bây giờ Diệp Vô Phong đã nói rồi, Bạch Vũ Cần này cũng đã biết thân phận của Diệp Vô Phong rồi, vậy thì tương đương với việc tuyên bố Diệp Vô Phong đang ở Hoa Hạ. Đương nhiên không thể để những người khác biết tình huống này. Vì vậy, Bạch Phú Cần này chắc chắn phải chết, anh ta đến đây là vì điều đó. Không cần làm những việc khác, nhưng Bạch Vũ Cần phải chết. Bạch Phú Cần trông có vẻ rất luống cuống, sau khi biết đã rời khỏi công trường, anh ta mới lộ ra nụ cười, thế mà lại thả mình ra, đúng là ngu xuẩn, nếu để tất cả các tổ chức quốc tế biết tin tức mày ở Hoa Hạ, vậy thì toàn bộ Hoa Hạ sẽ phải rối loạn, mày sẽ không sống tốt được đâu. Lúc trước Diệp Vô Phong sử dụng sức mạnh của chính mình để buộc kiếm lẫm trở lại Hoa Hạ cũng đã coi kiếm lẫm như kẻ thù của mình, tông chủ trước kia cũng buồn bực vì chuyện này mà chết. Và nếu ông ta có thể tung ra tin tức này, khiến Diệp Vô Phong gặp đủ loại rắc rối, hoặc thậm chí là chết ở hoa hạ, vậy thì ông ta có thể cải thiện địa vị của mình ở kiếm lẫm. Dù sao cũng coi như là báo thù cho tông chủ. Ông ta rất vui khi nghĩ tới điều này, nhưng lại nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của đường chảm. Ông ta cau mày, trong lòng ngày càng cảnh giác, vũ khí trong tay cũng đã được rút ra. Sau khi đường chạm nhìn thấy ông ta, anh ta mới ngẩng đầu lên, cất điện thoại, rồi chậm rãi đi tới. Mày là Bạch Vũ Cần đúng không? Đường chạm cười hỏi. Bạch Vũ Cần biến sắc, mày là ai? Đường chạm cười cười, đừng căng thẳng, lão đại kêu tao tới giết mày, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Về phần muốn làm gì, tao đều tự có chừng mực, mày không cần lo lắng. Bạch Phú Cần khịt mũi, tao biết tên khốn Diệp Vô Phong đó sẽ không bao giờ buông tha cho tao dễ dàng như vậy mà, tao thật sự sợ Diệp Vô Phong, nhưng mà mày là ai? Có bản lĩnh gì mà có thể ngăn cản tao? Đường chảm chắp tay nói, kỳ thật tao không có bất kỳ bản lĩnh gì, nhưng tao vẫn có thể giết mày, dù sao mày cũng chỉ là một tên có cảnh giới chiến thần mà thôi. Cảnh giới chiến thần mà thôi. Sắc mặt Bạch Phú Cần trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không biết người này là ai, tại sao lại nói như vậy, rõ ràng cảnh giới chiến thần hiện tại là cảnh giới cao nhất, có rất ít người có thể vượt qua cảnh giới chiến thần, mà hiện tại ở hoa hạ, cảnh giới cao nhất cũng chỉ thấy có cảnh giới chiến thần. Những người có tu vi vượt qua cảnh giới chiến thần sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Bình thường đều sẽ bế quan tu luyện, muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, những người đó mới thực sự là cao nhân dành cả đời để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Còn những người như bọn họ đều chưa thoát khỏi danh lợi hư vinh. Nhưng dù vậy, Bạch Vũ Cần vẫn tin rằng sức mạnh của mình đủ để được gọi là cao thủ hàng đầu trên toàn hoa hạ. Nhưng người trước mặt lại giống như đang coi thường cảnh giới chiến thần. Ông ta chế nhạo nói, xem ra thực lực của mày rất mạnh, vậy thì tao muốn biết mày có thực lực gì mà lại dám nói ra lời như vậy. Đường chảm rừng dưng nói, tao cũng không phải rất lợi hại, bình thường cũng đã giết một tên cảnh giới chiến thần, nên giết mày hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Vũ cần hừ một tiếng, vậy thì tao muốn biết mày giết tao như thế nào đấy. Ông ta cầm vũ khí của mình lên và đối mặt với đường chảm. Đường chảm bất lực thở dài, tao biết mày sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mà, nhưng không thành vấn đề, hiện tại tao cũng không vội. Đường chảm bật dậy ngay lập tức, trong khi Bạch Vũ cần thay đổi sắc mặt và kích hoạt ám khí của mình. Chỉ thấy hàng trăm đạo kim quang vọt ra, lập tức bao phủ toàn bộ không gian, tốc độ tiến lên của đường chảm đã bị chặn lại anh ta chỉ có thể lui về phía sau. Những cây kim nhỏ này đều chứa kịch độc, đường chảm biết rất rõ điều này, anh ta đã điều tra Bạch Vũ Cần là người như thế nào rồi. Anh ta biết lúc trước Diệp Vô Phong đã tấn công kiếm lẫm, nhưng anh ta không phải ở trong đội đối phó với Bạch Vũ Cần, vì vậy anh ta chưa bao giờ gặp Bạch Vũ Cần. Bạch Vũ Cần cũng không nhận ra rằng người thanh niên trước mặt mình là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn. Nếu biết, ông ta nhất định sẽ không lựa chọn khiêu chiến với đường Trảm. Bạch Vũ Cần nhìn thấy đường chạm lùi lại, liền chế nhạo, tao còn tưởng mày lợi hại như thế nào, hóa ra chỉ có như vậy. Một chiêu này của tao mà cũng không cản được, thế mà còn to mồm nói muốn giết tao, đúng là nực cười. Đường chạm lắc đầu, sau khi tránh được mấy mũi kim mỏng kia, anh ta lại phi thân lên, tốc độ của lần này đã nhanh hơn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 660